Chương 111, tranh đoạt tiên trì. Nghe thấy Nhạc Sơn nói như vậy, Hạ Vạn Kim cũng cười, nhìn về phía đám người Đồng Tố, ánh mắt đảo qua một vòng đột nhiên dừng ở trên người Lâm Động, hơi có chút ngạc nhiên nói, Đồng Tố, Tống Thanh sao không tới? Vừa mới thay một người khác. Đồng Tố mỉm cười nói. Nghe vậy, Hạ Vạn Kim không khỏi cười khổ một tiếng, đảo mắt qua người Lâm Động một hồi, hắn nhận ra người này tương đối lạ mặt cho nên có chút hoài nghi. Phụ thân, đừng nhìn nữa, Lâm Động tuy rằng không quá mạnh, nhưng ít ra cũng đánh bại được Tống Thanh, để hắn thay Tống Thanh cũng là chuyện bình thường. Hạ Chỉ Lam ở một bên chen miệng vào nói. A, Hạ Vạn Kim hơi bất ngờ, nhìn Lâm Động nở một nụ cười hiền lành, nếu mà như vậy thì đương nhiên là tốt. Lần này Huyết Lang Bang phái ra 3 người, trong đó có 2 người các ngươi đã biết rồi, chính là 2 huynh muội Nhạc Phong và Nhạc Linh, họ đều có thực lực là Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ, tương đương với Chỉ Lam, Liễu Nghị, ai thắng ai thua rất là khó nói. Còn 1 người nữa. Hạ Chỉ Lam dường như không quan tâm tới 2 người này, mở miệng nói. Nghe nói là một vị cung phụng của Huyết Lang Bang, danh tiếng trước đây không cao, nhưng mà theo như ta thấy thì hắn chắc chắn không yếu hơn Thiên Nguyên Cảnh trung kỳ. Hạ Vạn Kim nói. A, nghe vậy, Hạ Chỉ Lam cùng với Đồng Tố lặng lẽ thở dài một hơi, Thiên Nguyên Cảnh trung kỳ, căn cứ vào việc Lâm Động vừa đánh bại Tống Thanh, chắc là hắn có thể ứng phó được. Khi đám người Vạn Kim Thương Hội đang nói chuyện thì bên phía Huyết Lang Bang cũng đã chi tổ xong, 3 đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đứng ở phía sau Nhạc Sơn. Lâm Động đảo mắt nhìn 3 người này, 2 nam 1 nữ, trong 2 người con trai có 1 người mặc áo trắng, dáng dấp anh tuấn, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười ôn hòa. Người này đứng ở chỗ này cực kỳ không hợp với sát khí mà đám người Huyết Lang Bang tạo ra. 1 người con trai khác mặc áo xám, dáng dấp phổ thông, đối lập hẳn với người mặc áo trắng, trông như một hộ vệ bình thường mà thôi. Nhưng mà, khi Lâm Động nhìn vào nam tử áo xám này, chẳng biết tại sao lông mi hắn lại nhíu lại. Nữ tử còn lại cũng được coi là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà vẫn còn kém Hạ Chỉ Lam một chút, nếu như so sánh thì chỉ hơn Tạ Doanh Doanh một bậc mà thôi. Người mặc áo trắng chính là con của Nhạc Sơn, tên là Nhạc Phong, hắn có thực lực Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ, vô cùng nổi danh ở Viêm Thành này, người con gái là muội muội của hắn, Nhạc Linh, cũng có thiên phú ngạo nhân, thực lực cũng xấp xỉ với huynh trưởng. Về phần người cuối cùng chắc là do Huyết Lang Bang tìm về, Thiên Nguyên Cảnh trung kỳ, cũng không tệ lắm. Ở bên cạnh, Liễu Nghị cười nhìn Lâm Động nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn đảo mắt nhìn vài lần vào nam tử áo xám, khi nhận ra người này không có gì đặc biệt mới thu hồi ánh mắt. Không nói nhiều nữa, ai đấu trận đầu. Trong lúc Lâm Động đang đánh giá 3 người, thì Nhạc Linh đã nói một câu tương đối kiêu ngạo, cầm một cây trường tiên màu đỏ, tiến lên 2 bước, nhìn về phía đám người Lâm Động, bĩu môi nói. Nhìn thấy Nhạc Linh ra sân, ánh mắt của tất cả nhân mã bên Vạn Kim Thương Hội đều nhìn về phía Hạ Chỉ Lam. Hạ Chỉ Lam cũng cười một tiếng, bước ra nói, ra sớm để mất mặt à. Hắc, Hạ Chỉ Lam, đợi khi ngươi bị thua thì đừng có khóc. Nhạc Linh ngang ngược kiêu ngạo, hình như có thù hận gì đó với Hạ Chỉ Lam thì phải. 2 nàng vốn có ân oán, hơn nữa Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang cũng chẳng hợp nhau, lần gặp mặt này đương nhiên phải hạ uy thế của đối phương. Nếu như đã chuẩn bị xong, tranh đoạt tiên trì, bắt đầu. Nhìn thấy 2 nàng đã vào sân, những người còn lại lập tức lui về phía sau, tạo ra một khoảng trống tương đối lớn. Hừ. Sau khi tiếng nói kia hạ xuống, nguyên lực 3 động hùng hậu không hẹn mà từ trong cơ thể 2 nàng bùng phát, nguyên lực giống như cuồng phong thổi bay toàn bộ lá cây trên mặt đất. Xích lạp một cái bóng trường tiên màu đỏ xuyên thấu qua hư không, giống như một con rắn màu đỏ, nhanh như tia chớp vụt tới Hạ Chỉ Lam. Đối mặt với công kích không chút lưu tình của Nhạc Linh, Hạ Chỉ Lam hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ nắm chặt, một thanh trường kiếm màu đỏ cũng hiện ra, sau đó nhẹ nhàng bước lên, lao vào Nhạc Linh đánh đấm túi bụi. 2 nàng đều có thực lực Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ, mà cũng là những nhân vật nổi danh trong thế hệ tiểu bối ở Viêm Thành. Lần giao tranh này tương đối là kịch liệt, bóng kiếm bóng trường tiên giao nhau, phát ra những luồng kình phong mạnh mẽ, tạo thành những vết hằn sâu trên mặt đất. Lâm Động nhìn chăm chú vào trận đấu, một lát sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, tuy nói 2 người đều có thực lực Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ, nhưng hiển nhiên mức độ hùng hậu của Hạ Chỉ Lam cao hơn Nhạc Linh một bậc, trận đấu này nếu tiếp tục kéo dài, thì chênh lệch giữa 2 bên sẽ thể hiện ra rõ ràng. Trận tỷ thí này phần thắng của Hạ Chỉ Lam cao hơn một chút, mà cũng đúng như Lâm Động dự đoán, thời gian qua đi, Nhạc Linh dần dần rơi vào hạ phong, mà Hạ Chỉ Lam đang tấn công dữ dội. Thắng! Lâm Động nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó, trong sân lập tức vang lên một tiếng kim loại va chạm với nhau, trường tiên trong tay Nhạc Linh đã bị Hạ Chỉ Lam xuyên qua khe hở, một kiếm đánh bay ra ngoài, trường kiếm của nàng cũng dừng lại ở trước mặt Nhạc Linh. Trận đầu tiên, Vạn Kim Thương Hội thắng, người trọng tài được đôi bên mời tới lúc này lập tức lên tiếng. Nghe vậy, Hạ Chỉ Lam mỉm cười, nhìn Nhạc Linh hắng giọng sau đó xoay người đi về phía trận doanh của Vạn Kim Thương Hội. Nhạc Linh, trở về đi. Đối với việc Nhạc Linh bại trận, Huyết Lang Bang chủ Nhạc Sơn dường như không có gì bất ngờ, chỉ lãnh đạm nói một câu, sau đó nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng bên cạnh, nói, Phong Nhi, con lên đi. Dạ. Nhạc Phong gật đầu cười, chậm rãi đi lên, ánh mắt quét qua người Lâm Động một cái, sau đó chuyển hướng sang Liễu Nghị, nói, Liễu Nghị, tới phiên ngươi rồi đấy. Nhìn thấy Nhạc Phong chỉ tên điểm họ, Liễu Nghị cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đi ra, đứng ở trước mặt người này, bàn tay nắm chặt, một thanh tinh thiết trường thương lao vút ra cắm xuống đất, chắp tay nói, xin chỉ giáo. Không thể không nói, Liễu Nghị là một nhân vật mà Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam rất coi trọng, hắn không chỉ có thực lực mà còn có phong độ, điều này làm cho đám người bên Vạn Kim Thương Hội không ngừng gật đầu. Nhạc Phong cười nhạt, một thanh trường thương cũng xuất hiện, cánh tay run lên vô số hoa thương bay ra, kỹ thuật dùng thương của người này cực tốt. Nhìn thấy kỹ thuật dùng thương của Nhạc Phong, sắc mặt Liễu Nghị trở nên nghiêm túc, hắn cũng hiểu rõ đối thủ này cực kỳ khó giải quyết, trong đám trẻ tuổi số người mạnh hơn hắn cực ít. Trận thứ hai, tỷ thí bắt đầu. Sau khi trọng tài tuyên bố, ánh mắt Nhạc Phong trở nên sắc bén, trường thương trong tay run lên, mấy đạo thương ảnh đồng thời đâm tới những vị trí yếu hại của Liễu Nghị. Phong Toản. Đối. Mặt với thế tiến công sắc bén của Nhạc Phong, Liễu Nghị không dám chậm trễ, trường thương trong tay giống một con rắn, lao tới đối phương. Khi thấy một luồng đại lực từ trường thương đối phương truyền tới, sắc mặt Liễu Nghị hơi trầm xuống. Lần chiến đấu này còn kinh tâm động phách hơn trận của Hạ Chỉ Lam và Nhạc Linh nhiều, hai người đều là hảo thủ dùng thương, trong lúc công thủ làm cho thương ảnh bay khắp trời, ba động mạnh tới mức khiến người khác hít thở không thông cũng theo đó mà truyền ra. Nhìn hai đạo thân ảnh đang giao thao trong vô số tia lửa, sắc mặt của đám người bên Vạn Kim Thương Hội đã trở nên nghiêm túc và khẩn trương. Nếu như trận này Liễu Nghị có thể thắng Nhạc Phong, thì lần tranh đoạt tiên chỉ này Vạn Kim Thương Hội sẽ đại thắng mà về. Lúc này Lâm Động cũng nghiêm túc nhìn vào hai thân ảnh đang giao đấu. Đây là lần đầu tiên hắn xem những người nổi danh trong tầng lớp trẻ tuổi giao thủ. Nếu như so sánh với họ, lôi lực ở Thanh Dương Trấn không đáng nhắc tới. Keng, keng, keng. Hai thanh trường thương giống như đôi mắt, không ngừng tiếp xúc trên không trung, tia lửa bắn ra bốn phía. Đinh. Mũi thương chạm vào nhau, phát ra một thanh âm thanh thúy, hai thanh trường thương đều rung lên, kinh lực tán phát làm cho hai người đều bật lui lại một bước. Vù. Trong lúc thân hình đang bay ngược lại, ánh mắt Nhạc Phong đột nhiên biến đổi, nhanh chóng nhảy sang bên hai bước, dùng một tốc độ cực nhanh và mãnh liệt phất tay áo tấn công. Khi hắn phất tay, không khí quanh thân hình hắn gào thét, vô số thương ảnh hội tụ lại với nhau tạo thành một cơn lốc bóng thương. Sau khi được nguyên lực quán nhập, một ba động khiến tim người khác đập thình thịch theo đó mà khuếch tán ra xung quanh. Trọng ảnh thương, tứ phẩm võ học. Nhìn thấy chiêu thức ác liệt của Nhạc Phong, sắc mặt đám người bên Vạn Kim Thương Hội biến đổi, ngay cả sắc mặt Tố tổng quản cũng trở nên nghiêm túc. Trọng ảnh thương có 4 tầng, tầng sau mạnh hơn tầng trước, có người nói Nhạc Phong có thể thi triển ra 3 tầng đầu, uy lực này trong đám đồng lứa không ai có thể đỡ được. Nghe thấy thanh âm của Hạ Vạn Kim, Lâm Động cũng âm thầm gật đầu, hắn cũng có thể cảm giác sự bá đạo của thương này, nếu đổi lại là hắn, thì hắn phải thi triển kỳ môn ấn tầng thứ 3 mới có thể chống được. Phong. Trong lúc nói chuyện, gió xoáy do trường thương của Nhạc Phong tạo ra đã hình như một cột gió, lao ra xung quanh, đập thẳng vào trường thương của Liễu Nghị. Một tiếng nổ vang dội, kình phong khuếch tán thổi tung rất đá trên mặt đất, Liễu Nghị lui về sau mấy bước, nhưng hắn còn chưa kịp hít thở thì chiêu thức như vũ bão của Nhạc Phong lại kéo tới, buộc hắn phải chống đỡ một cách kịch liệt. Phong, phong. Hai tiếng kêu vang dội làm cho trái tim của đám người Vạn Kim Thương Hội đập thình thịch, bọn họ có thể nhìn thấy sau khi tiếp 3 chiêu trọng ảnh thương của Nhạc Phong, cổ tay của Liễu Nghị đã rách toạch, máu tươi chảy ròng ròng. Nếu chỉ là 3 tầng thì Liễu Nghị vẫn còn có thể đánh một trận. Nhìn cảnh tượng này, đám người Hạ Vạn Kim cũng thoáng thở dài một hơi, nhưng mà vừa mới nói xong thì Nhạc Phong lại cười một cách quỷ dị, thương ảnh trong tay lại ngưng tụ tạo thành một luồng gió xoáy, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đập thẳng vào thân trường thương của Liễu Nghị. Phụt! Một kích mạnh này làm cho Liễu Nghị không chịu nổi nữa, hắn phun ra một ngụm máu tươi, tinh thiết trường thương trong tay đã bị đập cong. Nhìn Liễu Nghị phải lùi hơn 10 bước mới đứng lại được, trong lòng Hạ Vạn Kim cùng với đám người Đồng Tố hơi trầm xuống, không nghĩ tới Nhạc Phong này lại có thể tu luyện tới tầng thứ 4 trọng ảnh thương. Cứ như vậy, trận này Huyết Lang Bang thắng, tỷ số hòa. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Động. Chương 112, trận đấu cuối cùng. Dịch, Hoàng Oanh 1 thắng 1 bại. Cục diện trong sân đã trở nên căng thẳng, vô số ánh mắt bắt đầu dồn về phía hai người chưa xuất thủ. Đó chính là Lâm Động và vị nam tử áo xanh kia. Lâm Động, tới phiên ngươi. Cố lên nha. Hạ Chỉ Lam tươi cười, nhưng trên mặt vẫn có sự khẩn trương. Ánh mắt của nàng có chút phức tạp nhìn Lâm Động. Nếu như Lâm Động thua trận này, vậy thì Vạn Kim Thương Hội đã vô duyên với Đan Tiên Chỉ rồi. Lâm Động môi khẽ mím môi, Ánh mắt của hắn không chớp nhìn về phía nam tử bình tĩnh, có diện mạo phổ thông kia, nhẹ giọng nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Thực lực của tên kia chắc chỉ tương đương với Tống Thanh mà thôi, với bản lĩnh đánh bại Tống Thanh của ngươi, muốn thắng cũng không khó. Hạ Chỉ Lam thấp giọng nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Có lẽ vậy, Lâm Động từ chối cho ý kiến, hắn luôn luôn nghĩ, người nào nhìn bình thường thì bản lĩnh sẽ không đơn giản. Vị lần tranh đoạt tiên chỉ này đành phải nhờ vào tiểu hữu vậy. Hạ Vạn Kim nhìn về phía Lâm Động mỉm cười, nói, Hạ hội trưởng, tiểu tử sẽ làm hết sức. Lâm Động cũng chắp tay, sau đó không nói thêm gì nữa, chậm rãi đi vào trong sân. Đồng Tố, người mà muội tìm có được không? Nhìn bóng lưng Lâm Động, Hạ Vạn Kim nhíu mày, thấp giọng dò hỏi. Muội nên hiểu là đan tiên chỉ quan trọng như thế nào với chúng ta. Nếu Vạn Kim Thương hội chúng ta có được đan tiên chỉ, thì trong vòng 2 năm Chỉ Lam có thể đột phá tới nguyên đan cảnh khác, thậm chí còn thừa năng lượng để bồi dưỡng mấy vị nguyên đan cảnh. Việc này khiến cho thực lực của Vạn Kim Thương hội chúng ta tăng lên rất nhiều. Bản lĩnh của hắn hơn Tống Thanh. Đồng Tố cười nhạt, nhưng mà nàng cũng không hiểu bản lĩnh thực sự của người này, cho nên không dám nói nhiều. Mong là như vậy. Đối với tình tình của cô em gái vợ này, Hạ Vạn Kim hiểu rất rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đã tới lúc này rồi còn biết làm gì hơn. Sau khi Lâm Động đi vào trong sân, không ít người của Huyết Lang Bang đưa mắt nhìn hắn. Những ánh mắt này đều có chút nghi hoặc, hiển nhiên là bởi vì khuôn mặt này quá mức xa lạ. Ta nhớ lần ứng chiến này là một người khác, hình như là Tống gia Tống Thanh mới đúng, sao lại đổi thành người này? Ở bên cạnh Nhạc Sơn, một vị lão già gầy gò thấp giọng nói. Muốn đổi thì đổi thôi. Nhạc Sơn tùy ý lắc đầu, sau đó nhìn về phía nam tử áo xám không nói câu gì, cười nói, Khương Lập, tới phiên ngươi. Được. Người được gọi là Khương Lập, khuôn mặt chẳng chút biến đổi, nói, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Ha ha, yên tâm, nếu như Huyết Lang Bang chúng ta có được đan tiên chỉ này, thì thù lao của ngươi sẽ không ít. Nhạc Sơn cười nói. Nghe vậy, Khương Lập lúc này mới cười, không nhanh không chậm đi vào trong sân, đứng sửa sang lại áo bào, thản nhiên nói, ta không luận bàn với ngươi, một khi đã ra tay là xuất thủ hết sức, nếu như ngươi chưa chuẩn bị tốt thì rời đi, ta nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Động cười chắp tay, nhưng không lui lại, đưa tay lên nói, mời. Khương Lập ngẩng đầu, nhìn Lâm Động một cái, sau đó vươn đôi tay gầy gò dài bất thường của mình ra. Đã như vậy, thì chớ trách ta thủ đoạn độc ác. Nghe thấy Khương Lập lẩm bẩm, Lâm Động vừa định nói thì hai mắt đột nhiên giật giật, chỉ thấy mấy ngón tay của đối phương như đao phong, xuyên thấu qua hồng khí, lao tới yết hầu của Lâm Động. Trên ngón tay mảnh khảnh của đối phương, nguyên lực hùng hậu ba ngưng, tụ thành một luồng gió nhỏ, uy lực của một chỉ này cho dù là sắt thép cũng bị xuyên thủng. Chỉ phong thật ác liệt. Ở ngoài trận, mọi người nhìn thấy thế tấn công của Khương Lập thì không khỏi có chút kinh ngạc. Đối mặt với thế tiến công của Khương Lập, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên nghiêm túc, hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào chỉ phong đang tới gần, khi chỉ còn cách người hắn một xích, thì hắn mới như một con báo đột nhiên xuất thủ. Nguyên lực ngưng tụ ở bàn tay của Lâm Động, sau đó đánh thẳng vào chỉ phong của Khương Lập, bàn tay của Lâm Động trượt lên, đập vào mu bàn tay của đối phương, nguyên lực hóa thành xảo kình, háo giải thế tiến công của Khương Lập. Dựa vào tinh thần lực hắn có thể cảm nhận được rằng, thế tiến công của Khương Lập không chỉ dừng lại ở đó, cho nên hắn chỉ dùng xảo kình đơn giản hóa giải công kích của đối phương. Suy suy. Nhưng mà Khương Lập đâu phải nhân vật tầm thường, chiêu đầu tiên bị hóa giải, hắn không lùi bước mà tiến tới, 10 ngón tay như múa, kình phong sắc bén giống như mưa bao phủ thân hình Lâm Động. Ba 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 ba. Thấy thế tiến công của Khương Lập trở nên hung hãn, Lâm Động cũng không tránh né, quyền thức biến đổi, những âm hưởng thanh thúy vang lên liên tiếp. Lâm Động tu luyện thông bối quyền đã tới mức đăng phong tháo cực, một, khi đã thi triển thì quyền phong cuồn cuộn, giản dị vô cùng. Một, đăng phong tháo cực, lên tới đỉnh điểm thấy quyền thế như vậy, đám người Hạ Vạn Kim đều cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng thông bối quyền chỉ là nhất phẩm võ học phổ thông, nhưng tu luyện tới mức này thì vô cùng ít. Quyền ảnh cuồn cuộn khắp trời giống như tường đồng vách sắt, đơn giản hóa giải thế tiến công của Khương Lập. Phụ thân, Khương Lập kia hình như không chiếm được thượng phong. Nhìn thấy tình hình chiến đấu trong sân, Nhạc Phong nhướng mày, thấp giọng nói, hắn không hiểu vì sao Nhạc Sơn lại có lòng tin như vậy vào người này. Cứ xem tiếp đi. Nhạc Sơn cười, hắn không có quá nhiều lo lắng, bởi hắn có lòng tin vào bản lĩnh của Khương Lập. Xèo. Chỉ phong ác liệt xẹt qua nắm tay của Lâm Động, những âm thanh xèo xèo vang lên, bàn tay của Lâm Động đã có những vết máu nhàn nhạt, nhưng mới chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Hơn nữa khi chỉ phong của Khương Lập bắn sượt qua tay của Lâm Động, thì Lâm Động cũng đấm một đấm vào ngực của đối phương, tuy rằng hắn có nguyên lực chống đỡ, nhưng mà vẫn phải bật ngược về sau nửa bước. Sau khi lùi về phía sau nửa bước, thân hình của Khương Lập trở nên cứng đờ, hai mắt có những tia máu bắt đầu khởi động. Khi tia máu hiện lên trong mắt của Khương Lập, một áp lực khủng bố lập tức khuếch tán ra xung quanh. Loại nguyên lực ba động này không yếu hơn đám người Nhạc Phong, Hạ Chỉ Lam, Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy thực lực của Khương Lập bất ngờ tăng vọt, đám người Vạn Kim Thương Hội sắc mặt đại biến, không ít người đều cả kinh kêu lên. Quả nhiên là ẩn tàng thực lực. Hạ Vạn Kim chau mày, tình huống hắn không muốn nhất đã xuất hiện, không biết lần này Huyết Lang Bang mời vị cao thủ trẻ tuổi này từ đâu tới. Hạ Chỉ Lam thì nắm chặt tay, trong lòng cũng trở nên lo lắng. Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ ư? Ánh mắt của Lâm Động biến đổi, hắn đúng là có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn khép hai ngón tay lại, nguyên lực hùng hậu ác liệt ngưng tụ thành một kiếm phong, trong chớp mắt đã công tới Khương Lập. Ầm! Đối mặt với thế tiến công của Lâm Động, Khương Lập cười lạnh một tiếng, không nhượng bộ chút nào, hai ngón tay trực tiếp điểm thẳng vào chỉ phong của Lâm Động. Bốn chỉ chạm nhau, nguyên lực mạnh mẽ bộc phát ra xung quanh. Suy! Khi bốn ngón tay chạm nhau, Khương Lập định lập tay bẻ ngón tay của Lâm Động, thì đột nhiên nhìn thấy hai mắt Lâm Động như điện, một cỗ ba động vô hình nhanh như tia chớp bắn thẳng vào hắn. Tinh thần lực. Cảm nhận được loại ba động này, Khương Lập cả kinh, vội vàng thôi động nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ thành một vòng phòng ngự. Bộp! Tuy nói đã có nguyên lực phòng ngự, nhưng mà Khương Lập cũng không ngờ hết được sự mạnh mẽ của tinh thần lực. Đạo tinh thần lực này sau khi tiếp xúc với lớp nguyên lực phòng ngự, lực công kích đã giảm sút mấy lần, nhưng mà vẫn còn một số truyền vào trong đầu Khương Lập, làm cho hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Tinh thần lực thật mạnh. Cảm giác đau đớn ở trong đầu làm cho Khương Lập cảm thấy kinh hãi, hắn giờ mới hiểu được, hóa ra không chỉ có mình ẩn tàng thực lực mà người trước mặt cũng có lưu thủ. Thình thịch, khi Khương Lập còn đang đau đớn, thì một cỗ cuồng phong lao tới, chỉ phong của Lâm Động lợi dụng thời cơ này xuất thủ, hắn điểm một ngón tay, một cỗ kình lực mạnh mẽ truyền vào trong hai ngón tay của Khương Lập. Răng rắc, kình lực như nước chảy, hai ngón tay của Khương Lập lập tức cong lại, giống như là bị một bức tường cứng đập vào, hai ngón tay lập tức bị đánh nát. Dính phải một đòn như vậy làm cho Khương Lập bị chấn bay vọt ra sau, đập mạnh vào một tảng đá lớn, lực đạo mạnh tới mức làm cho tảng đá kia nứt thành mấy cái khe nhỏ. Thắng rồi. Nhìn thấy tình hình đột nhiên biến đổi, đám người Vạn Kim Thương Hội reo lên vui mừng, sắc mặt Hạ Chỉ Lam cũng vui vẻ. Vẫn chưa đâu. Thấy đám nhân mã bên mình vui mừng, sắc mặt Hạ Vạn Kim vẫn nghiêm túc lắc đầu nói. Nghe thấy hắn nói như vậy, đám người Hạ Chỉ Lam kinh ngạc, vội vàng đưa mắt nhìn về phía Khương Lập, chỉ thấy người này đang chậm rãi bò lên, một mảng khí vụ màu đỏ đang ngưng tụ, có mùi tanh như máu. Khương Lập đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lâm Động đứng cách đó không xa, khàn khàn nói, có thể ép ta tới mức này, ngươi đúng là có bản lĩnh, nhưng mà, tất cả chấm dứt ở đây thôi. Chương 113, Hóa Huyết Quy Nguyên Công. Suy suy. Một cỗ khí vụ màu đỏ như máu không ngừng từ trong cơ thể Khương Lập xì ra, sau đó ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng màu đỏ như máu ở xung quanh thân hình hắn, ở hai bàn tay của hắn cũng bị hơi máu bao phủ, trông cực kỳ âm hàn. Biến hóa này chỉ xảy ra trong nháy mắt đã hoàn thành, sau khi huyết khí bao phủ toàn thân, khí tức của Khương Lập đã tăng lên một cách kinh khủng. Hiện giờ thực lực của Khương Lập đã là Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ, nếu như tiếp tục tăng lên chính là Tiểu Nguyên Đan Cảnh, hai cấp bậc này khác nhau vô cùng lớn. Đây là... Nụ cười của Đồng Tố chậm rãi biến mất, nhìn Khương Lập, nàng nghĩ tới điều gì đó, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự khiếp sợ vô cùng. Hóa Huyết Quy Nguyên Công. Hạ Vạn Kim đứng ở bên cạnh dùng thanh âm trầm thấp nói. Hóa Huyết Quy Nguyên Công. Đám người Hạ Chỉ Lam ngẩn ra. Đây là một loại bí tịch công pháp cực kỳ tàn nhẫn, phương pháp thi triển này khiến cho máu huyết trong cơ thể bốc hơi, làm cho thực lực tăng trưởng trong một thời gian ngắn, nhưng mà di chứng của nó cực lớn, hiện giờ thi triển ít nhất tên Khương Lập này phải nằm nhà tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Vạn Kim chậm rãi nói. Vậy thực lực của Khương Lập này có thể tăng tới mức nào? Hạ Chỉ Lam vội vàng nói. Chắc là Tiểu Nguyên Đan Cảnh. Hạ Vạn Kim cười khổ một tiếng, nói. Tiểu Nguyên Đan Cảnh. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, đám người Hạ Chỉ Lam sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt. Ai cũng biết Thiên Nguyên Cảnh và Tiểu Nguyên Đan Cảnh chênh lệch vô cùng lớn. Bọn họ có thể ôm hy vọng Lâm Động có thể chống lại Khương Lập ở trạng thái Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ, nhưng không hề hy vọng xa vời rằng Lâm Động có thể đánh bại Khương Lập ở thực lực Tiểu Nguyên Đan Cảnh. Loại chuyện này cho dù là bọn họ cũng không cách nào làm được. Trận này chắc thua rồi. Sự mừng rỡ lúc trước bây giờ chẳng còn lại chút gì, đám người Hạ Chỉ Lam mặt như bị sương mù bao phủ, trông như đưa đám. Nhìn thấy sĩ khí hạ xuống, Đồng Tố cũng bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, làm gì có ai ngờ rằng trong ba trận Khương Lập lại là người mạnh nhất, thảo nào mà lúc đầu Nhạc Sơn chẳng có chút lo lắng. Hóa ra hắn đã biết từ trước. Hóa ra người này còn có thủ đoạn này, vẫn là phụ thân cao minh. Ở bên Huyết Lang Bang, Nhạc Phong kinh ngạc nhìn Khương Lập đang bị huyết vụ bao phủ, vui vẻ nói. Phải vất vả lắm ta mới nhờ được Khương Lập trợ giúp, khi hắn thi triển Hóa Huyết Quy Nguyên Công thực lực sẽ đạt tới Nguyên Đan Cảnh, ở mức này chưa thể đứng đầu ở Viêm Thành, nhưng mà trong đám người trẻ tuổi thì không có ai địch nổi. Đan Tiên Chỉ là của Huyết Lang Bang chúng ta. Nhạc Sơn cười nói. Nhưng mà tiểu tử kia có thể ép Khương Lập, tới mức này đúng là ngoài dự liệu của ta. Trong trận đấu có tinh thần lực ba động, nói không chừng người này còn là một vị phù sư, Vạn Kim Thương Hội đúng là có một chút năng lực. Cho dù như vậy thì họ vẫn bại mà thôi. Nhạc Phong cười nói. Ha ha, trách không mình vẫn có một cảm giác cổ quái, hóa ra là vì nguyên nhân này. Trong lúc đôi bên đang khiếp sợ vì biến hóa của Khương Lập, Lâm Động cũng kinh ngạc nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người sử dụng một biện pháp hại mình làm cho thực lực trong thời gian ngắn ngủi tăng cao. Tiểu Nguyên Đan Cảnh. Lâm Động mấp máy môi, đây chính là lần đầu tiên hắn giao thủ với người có đẳng cấp này. Lần trước ở Thanh Dương Trấn, tuy nói hắn đã giết nhị ấn phù sư Cổ Ảnh, nhưng mà trận thắng đó là nhờ may mắn. Nếu không nhờ Cổ Ảnh xuất bản mệnh phù ấn ra ngoài, mà bản mệnh linh phù của Lâm Động lại có chút cổ quái, trực tiếp hấp thu tinh thần lực trong hai quả bản mệnh phù ấn của Cổ Ảnh, thì kết quả khó mà nói trước. Nhị ấn phù sư có thể cùng tiểu cường giả nguyên đan cảnh bình thủ, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên Lâm Động giao chiến với một cường giả nguyên đan cảnh. Nhưng mà, thời gian tu luyện vừa qua của Lâm Động cũng không phải là bỏ không. Hiện giờ cho dù hắn không sử dụng năng lực hấp thu kỳ dị của bản mệnh phù ấn, cũng có thể đánh bại Cổ Ảnh, cho nên hiện giờ Lâm Động cũng không kiêng kỵ cường giả tiểu nguyên đan cảnh cho lắm. Có thể ép ta tới bước này, người có chết cũng không hối tiếc. Trong lúc Lâm Động đang suy nghĩ, thân hình của Khương Lập đã bị bao phủ hoàn toàn trong tầng huyết vụ, đôi mắt đỏ tươi giống như dã thú nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Bị hai con mắt đỏ tươi này nhìn chằm chằm, Lâm Động lập tức cảnh giác, hắn cảm thấy sự nguy hiểm từ thân hình của Khương Lập. Trong lúc Khương Lập đang nhìn chằm chằm vào Lâm Động, thì đột nhiên hắn tung một cước, cả người hóa thành một đạo thân ảnh đỏ như máu bay vút lên, tốc độ này nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhìn đạo hồng ảnh nhanh chóng tới gần, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc, bằng vào sự cảm ứng của tinh thần lực hắn có thể nắm được quỹ tích của Khương Lập, cho nên hắn vội vàng di chuyển sang một bên. Suy, ngay khi thân hình Lâm Động di chuyển sang bên, một đạo hồng quang xẹt qua chỗ hắn đứng, một đạo cương khí sắc bén mang theo mùi máu tươi xẹt qua, để lại một cái rãnh sâu trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện được copy tại Hừ. Một kích thất bại, hồng quang trong mắt Khương Lập càng đậm, huyết vụ cô đọng lại trong lòng bàn tay, trực tiếp chém ngang, mục tiêu chính là yết hầu của Lâm Động, người này ra tay quả nhiên độc ác. Tốc độ công kích của Khương Lập hiển nhiên là nhanh hơn lúc trước rất nhiều, hồng mang chỉ mới lóe lên đã tới gần yếu hầu Lâm Động, thân hình của Lâm Động lúc này đột nhiên bay lùi lại phía sau, hai chân mở ra, hai đạo hắc mang chẳng biết từ lúc nào huyền phù ở dưới chân Lâm Động, nâng đỡ thân hình hắn. Mượn tinh thần lực, thân pháp của Lâm Động cũng trở nên tinh nhanh, hắn nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của Khương Lập, bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn cung chấn động, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ ngưng tụ trước mặt hắn. Tinh thần lực vô hình nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt đã biến thành một đạo gió xoáy hình mũi dùi. Tinh thần lực thật mạnh. Nhìn thấy Lâm Động có thể khống chế tinh thần lực tới mức này, Hạ Vạn Kim cùng với Nhạc Sơn đều hơi kinh hãi, muốn làm cho tinh thần lực ngưng tụ thành hình, nhất ấn phù sư phổ thông không thể làm được. Khương Lập cũng cảm nhận được tinh thần lực ngưng tụ ở trước mặt Lâm Động, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc, ngay sau đó, hắn dừng chân, vỗ một chưởng lên tầng huyết vụ ở trên ngực, sau đó tầng huyết vụ trên thân hình hắn chậm rãi hòa tan. Khi huyết vụ bị hòa tan, một dòng máu hội tụ lại ở trong lòng bàn tay Khương Lập, cánh tay của hắn đỏ tươi như máu, giống y như một cánh tay của Tu La, cánh tay máu ngưng tụ, Khương Lập không để cho Lâm Động có thời gian, đầu gối hơi cong, sau đó giống như một con ác lang nhanh như tia chớp quay Lâm Động lao đi. Hóa huyết thủ. Một tiếng quát chói tai, huyết ảnh trên đỉnh núi bốc lên. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc quang ấn chừng một xích xuất hiện ở trong lòng bàn tay Khương Lập. Tiêm loa ba. Nhìn thấy đạo huyết tinh chi khí nhanh chóng vọt tới, trong mắt Lâm Động cũng hiện lên sự tàn nhẫn, hắn quát khẽ một tiếng, đạo gió xoáy hình mũi dùi trước mặt đột nhiên xoay tròn, cuối cùng giống như độc long toàn gào thét lao ra. Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, huyết quang và đạo tinh thần lốc xoáy trực tiếp va chạm trên không trung. Ầm. Một tiếng nổ lớn giống như sấm rền vang vọng khắp ngọn núi, kình phong lan tỏa thổi bay cây cối ở xung quanh. Mọi người vừa chống đỡ đạo kình phong kia vừa chăm chú nhìn vào giữa không trung, ở nơi đó huyết quang và tinh thần lực sau khi va chạm đã nổ tung. Ầm. Sau vụ nổ, một thanh ảnh bay ngược ra phía sau, kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ trong miệng ộc ra, sắc mặt tái nhợt, một dòng máu ở miệng vẫn không ngừng chảy ra, sau khi rơi xuống mặt đất làm nát mấy tảng đá mới dừng lại được. Khương Lập nhìn thân ảnh rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc sững sỡ, có những tiếng thất thanh kêu lên, hiển nhiên đây là sự thực khó có thể tin. Trong những tiếng thanh đó, sắc mặt Khương Lập đột nhiên đỏ ửng, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hắn hiện lên sự độc ác, nhưng mà ngay khi hắn định động thủ, thì một đạo hắc mang lóe lên, hàn khí kéo tới làm cho hắn không dám nhúc nhích. Thân hình cứng ngắc, nhưng Khương Lập vẫn cố gắng di chuyển ánh mắt nhìn vào hai thanh đoản toa, sắc bén đang dừng ở trước cổ, yết hầu hắn giật giật, nếu hắn chỉ hơi động đậy, đoạn toa sắc bén kia sẽ ngay lập tức xuyên thủng yết hầu. Trước khi giao thủ hắn đã biết, đối thủ của mình chẳng phải là thiện nam tín nữ gì. Nhìn hai thanh đoạn toa không nhúc nhích đứng trước yết hầu Lâm Động, đỉnh núi lập tức trở nên yên tĩnh, sắc mặt đám người Hạ Chỉ Lam trở nên vui vẻ, cho dù thế nào các nàng cũng không ngờ tới, Khương Lập dù đã thi triển Hóa Huyết Quy Nguyên Công, khiến cho thực lực tăng mạnh, vậy mà vẫn có kết quả này. Bịch. Trong lúc đỉnh núi đang im lặng, có một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống đất, sau đó nhìn vị trọng tài đang trợn mắt, cau mày nói, tỷ thí kết thúc chưa? Kết thúc. Nghe thấy thanh âm của Lâm Động, vị trọng tài kia vội vàng gật đầu. Trận thứ 3, Vạn Kim Thương Hội thắng. Chương 114, tiến vào Đan Tiên Chỉ. Khi thanh âm của trọng tài vang lên, nhân mã hai bên đều rơi vào im lặng. Ngay sau đó, bên phía Vạn Kim Thương Hội vang lên những tiếng hoan hô ầm trời. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không ai ngờ rằng, ngay cả khi Khương Lập sử dụng Hóa Huyết Quy Nguyên Công, để thăng thực lực của mình lên tới Tiểu Nguyên Đan Cảnh, nhưng vẫn bị Lâm Động đánh bại. Đồng Tố ánh mắt của mọi đúng là lão luyện, nguyên lực của Lâm Động không tính là mạnh, nhưng mà tinh thần lực của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ, căn cứ vào cái chiêu hắn vừa thi triển kia có lẽ đã ở vào trình độ nhị ấn phù sư. Hạ Vạn Kim cũng vì thắng lợi ngoài dự đoán này mà tươi cười hớn hở, quay sang nhìn Đồng Tố ở bên cạnh, cười nói. Nghe thấy Hạ Vạn Kim vậy, Đồng Tố cũng mỉm cười, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại nổi sóng ba đào. Căn cứ theo lời của Nham Đại Sư, thời gian mà Lâm Động tu luyện tinh thần lực chưa tính là nhiều, nhưng mà thực lực hiện giờ của hắn đã đạt tới nhị ấn phù sư, loại tốc độ này, chỉ nghe mà rợn cả người. Tinh thần thiên phú của người này sợ rằng còn vượt xa dự liệu của Nham Đại Sư, thành tựu sau này sẽ vô cùng khủng bố. Trong đôi mắt đẹp của Đồng Tố đã trở nên nghiêm túc, thực lực hiện giờ của Lâm Động không tính là mạnh, nhưng mà tiềm lực của hắn thì không ai bằng. Loại người này không thể kéo được họ về phe mình thì cũng không thể đắc tội. Đối với ánh mắt của mình, Đồng Tố vẫn luôn có lòng tin khá lớn. Sao hắn lại che giấu thực lực tốt tới vậy? Vậy Hạ Chỉ Lam nhìn thoáng qua Khương Lập, sau đó nhìn vào thiếu niên đang tán phát một loại khí thế mạnh mẽ ở giữa sân, khuôn mặt nhỏ thoáng đỏ hồng. Đương nhiên, đây chẳng phải là sự ngượng ngùng gì cả, chẳng qua nàng nhớ lại những gì nàng nói với Lâm Động trước kia mà thôi. Cái gì mà 3 trận thắng 2, ngươi tới chẳng qua chỉ để xem biểu diễn mà thôi. Kết quả hiện nay và những lời nói lúc trước làm cho khuôn mặt Hạ Chỉ Lam nóng hổi, đây thực là tự mình tát vào mặt mình mà. Thua ư? Đối lập với sự mừng rỡ bên Vạn Kim Thương Hội, bên Huyết Lang Bang yên tĩnh hơn rất nhiều, sắc mặt đám người Nhạc Sơn trở nên khó coi vô cùng. Vốn tưởng là trận này thắng dễ dàng, vậy mà kết quả lại thảm bại. Xem ra tên tiểu tử này mới là con bài chưa lật của Vạn Kim Thương Hội. Ở bên cạnh Nhạc Sơn, có một vị lão giả thấp giọng cười khổ nói. Tên tiểu tử kia có lai lịch gì? Nhạc Phong cau mày, thanh âm có chút lạnh lùng hỏi, trong đám trẻ tuổi ở Viêm Thành, hắn đã có thể nói là ở trong số người đứng đầu, nhưng mà hắn cũng không nắm chắc việc có thể chiến thắng một vị cường giả Tiểu Nguyên Đan Cảnh, nhưng mà lúc này Lâm Động lại làm được, điều này khiến cho hắn không cam lòng. Không biết, người này cực kỳ xa lạ, có thể hắn không phải là người của Viêm Thành. Nghe thấy đám người Nhạc Phong nói vậy, hai mắt Nhạc Sơn cũng híp lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, trong mắt có hàn mang hiện lên. Nhạc Sơn bang chủ, hôm nay 3 trận thắng bại đã phân, đa tạ. Khi Nhạc Sơn nhìn vào Lâm Động, Hạ Vạn Kim chắp tay cười nhạt, nói. Hắc hắc, Hạ hội trưởng đã mời được trợ giúp tốt. Nhạc Sơn cười lạnh nói. Giống nhau mà thôi, nhưng mà hôm nay Vạn Kim Thương Hội chúng ta 3 trận thắng 2, Đan Tiên Chỉ này đã thuộc về Vạn Kim Thương Hội chúng ta sử dụng. Điểm này, Nhạc Sơn bang chủ chắc là không có ý kiến gì chứ? Hạ Vạn Kim cười nói. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, đám người Nhạc Sơn nắm chặt tay lại, khuôn mặt Nhạc Phong, Nhạc Linh thể hiện sự không cam lòng. Đan Tiên Chỉ đối với những người có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ như bọn họ cực kỳ trọng yếu, nếu như bọn họ có thể hấp thu năng lượng trong đó, vậy thì thời gian đột phá tới nguyên đan cảnh sẽ rút ngắn xuống mấy lần. Nhìn thấy hành động của đám người bên Huyết Lang Bang, đông đảo cao thủ Vạn Kim Thương Hội cũng nắm lấy vũ khí. Thế nào? Nhạc Sơn bang chủ lẽ nào không chịu nhận thua? Chuyện hôm nay, rất đông thế lực trong Viêm Thành đều biết, nếu việc này truyền ra, sợ rằng danh tiếng của Huyết Lang Bang sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hạ Vạn Kim vẫn ung dung, nhìn chằm chằm vào Nhạc Sơn, thản nhiên nói. Sắc mặt Nhạc Sơn biến ảo, sau một lúc lâu, hắn mới cười lạnh nói, yên tâm, Huyết Lang Bang chúng ta đúng là đã thua. Phụ thân! Nghe vậy, Nhạc Phong không cam lòng kêu lên. Đi! Nhạc Sơn trầm giọng quát một tiếng, vung tay lên, bảo hai người khênh Khương Lập lên rồi mang theo nhân mã của người xuống núi. Khi hắn đi ngang qua bên cạnh Lâm Động thì hơi dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua một cái, đột nhiên cười nói, vị tiểu hữu này có thực lực hơn người, Huyết Lang Bang chúng ta thua cũng không oan, nếu như sau này có hứng thú tiểu hữu có thể tới Huyết Lang Bang chúng ta chắc chắn sẽ lấy lễ đối đãi. đa tạ Nhạc Sơn bang chủ ưu ái. Đối với vị cường giả Viêm Thành đứng đầu này, Lâm Động không dám chậm trễ, chắp tay cười, khi nhìn vào mắt Nhạc Sơn, trong lòng cũng hơi rùng mình, từ trong mắt người này hắn đã nhận ra một sự âm trầm, xem ra bên ngoài thì người này biểu hiện ngông cuồng, nhưng tâm cơ cũng không kém. Thấy Lâm Động nói vậy, Nhạc Sơn không nói thêm gì nữa, hắn dẫn theo người của mình rời đi, đám người Nhạc Phong thì dùng ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Động. Đối với ánh mắt của bọn họ, Lâm Động không thèm chú ý, tuy nói lần này có lẽ sẽ đắc tội Huyết Lang Bang, nhưng vì Đan Tiên Chỉ hắn cũng chẳng có cách gì hơn, đồng thời hắn muốn tận dụng cơ hội này mượn hơi Vạn Kim Thương Hội, chuyện gì tới cũng phải tới, thu hoạch mới là trọng yếu. Khi đám người của Huyết Lang Bang như thủy triều rời đi, trên đỉnh núi đã trở nên trống trải hơn rất nhiều. Ha ha, lần tranh đoạt tiên chỉ này xin đa tạ sự tương trợ to lớn của Lâm Động tiểu hữu. Khi người của Huyết Lang Bang rút đi, Hạ Vạn Kim cười cười đi tới, thái độ của hắn tốt hơn trước kia rất nhiều. Chỉ là làm tròn phận sự được nhờ vả mà thôi. Lâm Động cười nói, yên tâm, nếu như ta đã đáp ứng cho ngươi hấp thu năng lượng trong Đan Tiên Chỉ, vậy thì sẽ không đổi ý. Đồng Tố bước chân nhẹ nhàng, thản nhiên cười nói. Nghe thấy câu nói này của nàng, Hạ Vạn Kim giật mình, nhưng mà hắn không nói thêm gì. Thực lực của Lâm Động đúng là để cho Vạn Kim Thương Hội phải lưu tâm. Đồng Tố đi tới vách núi, đám người Vạn Kim Thương Hội lập tức đi theo. Lâm Động cũng ma giác được sự nồng đậm của âm dương nhị khí đang từ trong cái hồ kia bay ra. Lúc ta phát hiện ra Tống Thanh, ở đây còn có một yêu thú cực kỳ lợi hại thủ hộ, ta chiến đấu với nó một hồi lâu, không những không thể đẩy lùi nó mà còn bị Nhạc Sơn phát hiện, hai người chúng ta liên thủ mới khiến cho con yêu thú kia trọng thương bỏ chạy, nhưng mà cũng chính vì như vậy mới có lần tranh đoạt tiên trì này. Hạ Vạn Kim đứng ở cạnh Đan Tiên Trì, khẽ thở dài. Nghe vậy, Lâm Động có một suy nghĩ, yêu thú gì mà lợi hại tới mức cần hai vị cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn mới có thể đẩy lùi. Năng lượng của Đan Tiên Trì này chúng ta đã thăm dò qua, nó chỉ đủ cho 4 người hấp thu, nếu như Đồng Tố đã đồng ý cho Lâm Động tiểu hữu đi vào tổng, vậy thì danh sách 4 người này sẽ là Chỉ Lam, Liễu Nghị, Lâm Động cùng với Hạ Sư. Nhìn Đan Tiên Trì, Hạ Vạn Kim quyết định. 3 người đầu đều là người tham gia tỉ thí, người cuối cùng là một người rất có danh vọng trong Vạn Kim Thương Hội. Đối với cái danh sách này, người của Vạn Kim Thương Hội chẳng phản đối ai, nếu không có Lâm Động nghịch chuyển cục diện, thì người phải rời đi chắc chắn là Vạn Kim Thương Hội rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại cho nên, cho dù là Hạ Chỉ Lam cũng không nói điều gì, hiển nhiên là công nhận thực lực và cống hiến của Lâm Động. 4 người các ngươi tiến vào trong Đan Tiên Trì đừng đi sâu quá, cái Đan Tiên Trì này không rộng, nhưng lại cực sâu. Vào càng sâu thì hàn khí càng mạnh, để tránh khỏi những điều không may, các ngươi không nên vào sâu quá, ta ở nơi này cảnh giới cho các ngươi. Về phần các ngươi đạt được bao nhiêu lợi ích trong Đan Tiên Chỉ, thì phải trông vào tạo hóa của các ngươi rồi. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, 4 người Lâm Động cũng gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào cái hồ âm dương nhị khí kia. Ha ha, nếu đã rõ vậy thì vào đi. Hạ Vạn Kim cười nhạt, ngồi xếp bằng xuống tảng đá bên cạnh, đám nhân mã còn lại của Vạn Kim Thương Hội cũng phân ra cảnh giới. Phù phù. Người đầu tiên tiến vào Đan Tiên Chỉ đương nhiên là Hạ Chỉ Lam, chỉ thấy nàng đem nguyên lực vận chuyển quanh thân giống như một tầng cát mỏng, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong Đan Tiên Chỉ. Thấy Hạ Chỉ Lam tiến vào Đan Tiên Chỉ, cái hồ âm dương nhị khí kia hình thành một dòng khí lưu nhỏ, bắt đầu tiến vào trong cơ thể Hạ Chỉ Lam, hiển nhiên là nàng đã bắt đầu hấp thu. Mà nhìn thấy cảnh tượng này, Liễu Nghị cùng với người tên là Hạ Sư cũng vội vã kích động tiến vào bên trong, năng lượng của cái hồ này có hạn, nếu như đi chậm thì chẳng phải là uống nước đục hay xa ax. Nhìn thấy hai người khẩn cấp tiến vào bên trong, Lâm Động cũng học theo cách của Hạ Chỉ Lam, đem nguyên lực trải rộng quang thân, tiến vào trong Đan Tiên Chỉ. Phù phù. Khi 4 người Lâm Động tiến vào trong Đan Tiên Chỉ, những dòng khí lưu trong Đan Tiên Chỉ cũng nhanh chóng hình thành những luồng chảy, tiếng nước chảy ầm ầm bên dưới cũng nhanh chóng hiện ra. Chương 115, Hóa Khí Tinh Toàn. Âm dương nhị khí tinh thuần thật mạnh. Khi Lâm Động tiến vào trong Đan Tiên Chỉ, hắn lập tức cảm nhận được năng lượng hùng hồn của cái hồ này, đây là lần đầu tiên Lâm Động gặp loại năng lượng mạnh thế này. Thảo nào Đan Tiên Trì này có thể giúp cho con người giảm bớt thời gian tiến vào nguyên đan cảnh. Lúc này trong lòng Lâm Động cũng thoáng có chút hiểu ra, cũng nên nhanh chóng hấp thu năng lượng thôi. Ánh mắt Lâm Động đảo qua một vòng, hắn đã phát hiện 3 người Hạ Chỉ Lam đang phiêu phù, nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, một cỗ cổ hấp lực mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể 3 người tuôn ra, hấp thu âm dương nhị khí vào trong cơ thể. Nhìn thấy 3 người Hạ Chỉ Lam tranh thủ từng giây hấp thu năng lượng của Đan Tiên Chỉ, Lâm Động cũng không hề chậm trễ, ngồi xếp bằng, vận chuyển những kinh mạch đã được Thanh Nguyên Công đả thông, một cỗ hấp lực được tuôn ra, hấp thu những luồng âm dương nhị khí tinh thuần và nồng đậm. Không thể không nói, năng lượng ở trong Đan Tiên Chỉ mạnh hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, Lâm Động mới chỉ bắt đầu hấp thu đã cảm nhận được từng đạo khí ôn nhu từ trong hồ thấm thấu ra, dọc theo những luồng kinh mạch đã đả thông, chui vào trong cơ thể Lâm Động. Dưới sự hấp thu này, Lâm Động có thể cảm nhận được nguyên lực ở trong đan điền tăng trưởng một cách rất khả quan. Không hổ là đan tiên trì. Nhận thấy nguyên lực trong đan điền tăng trưởng, trên mặt Lâm Động hiện lên sự vui mừng, nhưng mà sự vui mừng này chẳng duy trì được bao lâu, hai hàng lông mày của hắn đã nhíu lại, hắn phát hiện ra tốc độ hấp thu năng lượng trong đan tiên trì của hắn kém xa so với ba người Hạ Chỉ Lam. Thanh Nguyên Công đáng chết, đúng là quá vô dụng. Phát hiện loại tình huống này, Lâm Động không khỏi có chút tức giận, cho tới bây giờ hắn mới nhận ra, công pháp bí tịch cao cấp trọng yếu như thế nào với việc tu luyện nguyên lực, mặc dù hắn đã thi triển Thanh Nguyên Công tới cực hạn, nhưng mà tốc độ này vẫn kém so với ba người bên cạnh. Dùng tinh thần lực để quan sát, hắn có thể phát hiện quanh thân Hạ Chỉ Lam có 15 dòng hấp lực, Liễu Nghị có 12 dòng, thậm chí Hạ Sư cũng có 10 dòng, điều này đã chứng minh công pháp bí tịch mà họ tu luyện có hiệu quả đả thông kinh mạch tốt hơn Thanh Nguyên Công của hắn, bởi lúc này hắn mới chỉ có 7 đường kinh mạch được đả thông mà thôi. Lần sau nhất định phải kiếm một bộ công pháp bí tịch thật tốt. Lâm Động cắn răng, trong lòng đã quyết định chủ ý, cho dù phải trả giá như thế nào cũng phải kiếm một bộ công pháp bí tịch cho ra hồn, nhưng mà hiện giờ thì hắn chỉ có thể chấp nhận dùng loại tốc độ hấp thu này mà thôi. Tàn bạo liếc mắt nhìn ba người Hạ Chỉ Lam, Lâm Động rất không cam lòng, hắn mạo hiểm đắc tội Huyết Lang Bang, vậy mà vào trong đan tiên trì rồi lại không bằng người khác. Hắc hắc, tiểu tử, có muốn đẩy nhanh tốc độ hấp thu âm dương nhị khí không? Trong lúc Lâm Động đang nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên có một thanh âm quen thuộc vang lên ở trong đầu của hắn. Đột nhiên trong đầu mình có giọng nói làm cho Lâm Động hoảng sợ, nhưng mà ngay sau đó bàn tay phải của hắn nắm lại, hắn có thể cảm nhận được đây chính là thanh âm của Tiểu Điêu, nằm trong thạch phù thần bí. Đừng ngạc nhiên, muốn đẩy nhanh tốc độ thì đem tinh thần lực thẩm thấu vào thạch phù là được. Nguồn chuyện, nghe vậy, Lâm Động giật mình, đem một tia tinh thần lực chui vào thạch phù, dùng ý niệm nói, ngươi, có thể giúp ta. Nói nhảm, thanh âm không chút khách khí của Tiểu Điêu kia truyền tới, sao tự dưng có lòng tốt vậy? Lâm Động có chút hoài nghi, Tiểu Điêu này tuy rằng lai lịch thần bí, khiến cho hắn cực kỳ cảnh giác, từ lúc bị phát hiện cho tới bây giờ con trồn này, chưa từng chủ động yêu cầu hỗ trợ bao giờ. Hắc hắc, Điêu gia đương nhiên không phải người tốt, ta có biện pháp giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ hấp thu âm dương nhị khí ở đây, nhưng mà sau khi xong ngươi phải giúp ta một chuyện. Tiểu Điêu cười quái dị nói. Chẳng phải ngươi nói mình không có lực lượng gì sao? Lâm Động mặt không đổi sắc nói. Chỉ là một loại pháp môn khiến ngươi có thể đẩy nhanh tốc độ hấp thu mà thôi, còn làm thế nào thì phải tùy thuộc vào chính ngươi. Ngươi muốn ta giúp chuyện gì? Lâm Động đảo mắt một cái, không đồng ý ngay mà hỏi lại. Sâu trong cái hồ này ta cảm nhận được một thứ, lát nữa chỉ cần ngươi vào trong đó xem một chút. Tiểu Điêu nói. Có cái gì? Thứ gì vậy? Lâm Động sửng sốt, nhanh chóng hỏi. Ta cũng không rõ lắm, ta mới chỉ cảm ứng được nó một chút mà thôi, còn cụ thể là cái gì thì phải lát nữa vào trong đó mới biết được, ngươi có làm hay không? Nếu như còn do dự, thì năng lượng trong cái hồ này sẽ bị ba tên kia hấp thu hết đó. Tiểu Điêu thúc giục. Sắc mặt Lâm Động hơi biến ảo, nhìn thoáng qua ba người Hạ Chỉ Lam đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong đan tiên trì, cuối cùng hắn đành phải cắn răng gật đầu, được, ta đồng ý, ông. Ngay khi Lâm Động gật đầu, trong đầu hắn đã xuất hiện một loại tin tức. Hóa khí tinh toàn, tinh thần bí kỹ. Xuất hiện ở trong đầu Lâm Động là một loại tinh thần bí kỹ, nhưng mà hắn không biết nó có cấp độ gì. Lâm Động hơi cân nhắc, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thì thào nói, tinh thần lực lại có thể sử dụng như vậy, quả nhiên là kiến thức mình còn hạn chế nhiều. Hóa khí tinh toàn này không có lực công kích, thứ này thì dùng để phụ trợ, nó có một phương pháp đặc thù ngưng tụ tinh thần lực thành những dòng xoáy tinh thần lực, tốc độ hấp thu của dòng xoáy này vượt xa so với tốc độ của Thanh Nguyên Công. Muốn ngưng tụ hóa khí tinh toàn này không khó, chỉ cần cân đối một số huyệt vị trong cơ thể, sắp xếp theo một vị trí đặc thù, điều nó sẽ làm đảo lộn sự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Dựa theo những tin tức mà Tiểu Điêu truyền cho, Lâm Động chỉ cần hơi điều chỉnh một chút, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ từ trong Nê Hoàn Cung đã truyền ra. Luồng tinh thần lực này ngưng tụ ở gần đan điền, sau đó bị Lâm Động khống chế, ngưng tụ thành một dòng xoáy. Do mới tiếp cận với phương pháp tu luyện này, cho nên hai lần đầu tiên Lâm Động ngưng tụ thất bại, đợi tới lần thứ ba hắn mới ngưng tụ thành công hóa khí tinh toàn. Ông! Khi mà hóa khí tinh toàn ngưng tụ thành công, một tiếng ông thanh thúy truyền ra, ngay sau đó, cái dòng xoáy kia xoay tròn với một tốc độ cực nhanh, một cỗ hấp lực cũng theo đó mà tuôn ra, hấp thu âm dương nhị khí trong hồ. Ào ào! Khi hấp lực từ trong cơ thể Lâm Động bạo phát, âm dương nhị khí ở trong hồ lập tức rít lên, những đạo âm dương nhị khí hùng hậu, mà mắt thường có thể nhìn thấy từ trong mặt hồ bốc lên, cuồn cuộn không ngừng tiến vào dòng xoáy tinh thần ở bên cạnh đan điền của Lâm Động. Mặt hồ lúc này rung chuyển, những đạo năng lượng tinh thần lấy Lâm Động làm trung tâm không ngừng bị hấp thu vào trong cơ thể của hắn. Người này, Động tĩnh đột nhiên xảy ra làm cho ba người chỉ Lam giật mình tỉnh giấc, đợi. Khi họ nhìn thấy Lâm Động, dùng một phương thức khủng bố cướp đoạt năng lượng trong đan tiên chỉ, họ mới giật mình. Hạ Chỉ Lam giận tới mức mắng nhào một tiếng, ngay sau đó vội vàng vận chuyển công pháp của mình tới cực hạn, nếu không thì sợ rằng toàn bộ năng lượng trong đan tiên chỉ sẽ bị một mình Lâm Động hấp thu hết mất. Nhưng mà ba người tăng cường hấp thu cũng chẳng ảnh hưởng là mấy tới Lâm Động, hắn cũng không để ý tới họ mà cố gắng vận chuyển dòng xoáy tinh thần, tham lam hấp thu năng lượng trong đan tiên chỉ. Trải qua một thời gian hấp thu năng lượng điên cuồng, trong đan điền của Lâm Động, nguyên lực tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Mà khi luồng khí nguyên lực bên trong đan điền nhanh chóng lớn mạnh, thì một loại lực lượng mạnh mẽ cũng lan tràn khắp tứ chi bách hải của Lâm Động. Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ, cảm nhận được biến hóa đột ngột, trong lòng Lâm Động cũng hiện lên sự vui mừng, mượn năng lượng của đan tiên trì, hắn đã thành công tiến vào cảnh giới Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ. Hắc hắc. Tuy nói thành công tiến vào Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng mà hắn vẫn không ngừng tay, ngưng tụ nguyên đan đâu phải là chuyện đơn giản, lợi lộc từ trong này tốt như vậy, đương nhiên là phải nắm chặt, hấp thu càng nhiều âm dương nhị khí tinh thuần, thì sẽ rút ngắn thời gian ngưng tụ nguyên đan, thậm chí có thể để thăng phẩm chất của nguyên đan. Tham lam hấp thu năng lượng trong vòng nửa giờ, Lâm Động cảm nhận nguyên lực trong đan điền mình không thể nào tăng trưởng nữa, lúc này hắn vẫn không chịu ngừng tay, tinh thần khẽ động, đem dòng xoáy tinh thần này tán vào trong hóa khí tinh hoàn, tuy rằng nó không có lực công kích, nhưng mà có tác dụng không nhỏ đối với việc tu luyện nguyên lực. Tiểu tử, ngươi hấp thu thì hấp thu nhưng nên để lại một chút. Lúc Lâm Động dừng tay, thanh âm của Tiểu Điêu lại vang lên. Yên tâm, nếu như ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không đổi ý. Lâm Động cười trả lời một câu, sau đó cúi đầu nhìn vào sâu trong đan tiên chỉ. Đối với đồ vật thần bí có khả năng hấp dẫn Tiểu Điêu, Lâm Động cũng có hứng thú không nhỏ. Thời gian mà ba người Hạ Chỉ Lam dừng lại chắc cũng còn khá lâu, chúng ta tranh thủ thời gian này vào trong đó xem một chút. Lâm Động nhìn thoáng qua ba người còn đang chìm đắm trong việc hấp thu, hắn hơi trầm ngâm, nhưng không chần chờ, thân hình nhoáng lên một cái khởi động nguyên lực, thân hình như một con cá lẻn vào sâu trong đan tiên chỉ. Chương 116, Bích Thủy Yêu Mãng. Đi vào sâu bên trong đan tiên chỉ không thuận lợi như Lâm Động tưởng tượng, đường đi rất khó, hơn nữa còn có nhiều ngã rẽ, dòng nước từ những ngã rẽ này tuôn ra mạnh vô cùng, ào ạt liên tục. Hàn khí thật lạnh. Càng đi vào trong, Lâm Động càng cảm nhận được cái loại hàn khí lạnh thấu xương, xem ra đúng như lời Hạ Vạn Kim nói, phía dưới đan tiên chỉ này có hàn khí cực lạnh. Nguyên lực hùng hậu từ bên trong đan điền tuôn ra, sau đó vây kín lấy thân hình Lâm Động, lúc này hắn mới cảm thấy đỡ lạnh một chút. Càng vào sâu trong đan tiên chỉ địa hình càng phức tạp, cứ theo đà này, ta sẽ không chống đỡ được lâu đâu. Lúc này, Lâm Động truyền giọng nói của mình vào trong thạch phù. Nhanh, nhanh, đi về phía bên phải ấy. Thanh âm của Tiểu Điêu rất là gấp gáp. Nghe vậy, Lâm Động quay đầu nhìn thoáng qua cái ngã rẽ tối đen như mực, đành cắn răng một cái, giống như con cá chui vào bên trong. Sau khi chui vào cái ngã ba này không lâu, cảm giác lạnh dường như bớt đi một chút, hắn cảm thấy hơi bị kinh ngạc. Mau tới đó đi. Thanh âm của Tiểu Điêu có chút hưng phấn. Nghe thấy Tiểu Điêu nói thế, tốc độ của Lâm Động lại chậm lại, hắn cảnh giác nhìn ngắm, nguyên lực trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động, cái vật kia đến tột cùng là vật gì hắn không biết, cho nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Một thời gian sau khi Lâm Động giảm tốc độ, cái ngã rẽ đen tối này nổi lên những điểm sáng nhạt, tầm nhìn đột nhiên rộng hơn rất nhiều. Phốc, một thanh âm rất nhỏ vang lên, khiến cho Lâm Động chú ý, hắn cảm thấy nước hồ đột nhiên biến mất, mà hắn lúc này đã ở trong một sơn động ướt át. Sơn động diện tích cũng không lớn, có một lối vào duy nhất, đó chính là gốc cây Lâm Động vừa mới chui vào, nhưng mà cái kỳ dị đó chính là nước hồ, nó hình như bị một lớp gì đó vô hình chặn ở cửa động. Lâm Động kinh dị nhìn cái sơn động này, hiển nhiên là hắn không ngờ tới, ở dưới đáy tiên trì lại có một chỗ kỳ lạ thế này. Hắn thoáng đánh giá sơn động một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào vị trí trung ương của sơn động, ở nơi đó có một chùm ánh sáng màu xanh đậm, đang yên tĩnh lờ lửng trên không trung. Lâm Động cảm thấy dường như có một con rắn nhỏ đang du động trong đó. Nhìn cái chùm ánh sáng màu xanh đậm này, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được thứ này ẩn chứa một cỗ năng lượng cực mạnh. Đây là cái gì? Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tiểu Điêu ở trong thạch phù. Bích Thủy Yêu Mãng, nói một cách chính xác, nó chính là yêu linh Bích Thủy Yêu Mãng. Trong thanh âm của Tiểu Điêu ẩn chứa một sự hưng phấn khó che giấu. Yêu linh. Nghe thấy Tiểu Điêu nói như thế, da đầu Lâm Động tê dại, tuy rằng hắn không biết Bích Thủy Yêu Mãng này mạnh như thế nào, nhưng hắn cũng biết, phàm là yêu thú có thể ngưng tụ yêu linh đều là những con có lực lượng cực mạnh, với lực lượng như hắn thì trong nháy mắt đã bị giết rồi. Đừng sợ, đừng sợ. Này yêu linh này đã bị thương, hơn nữa linh trí không cao, rất dễ đối phó. Dường như cảm thấy Lâm Động đã có ý định thối lui, Tiểu Điêu vội vàng nói. Vậy nó hiện tại mạnh như thế nào? Lâm Động không tin tưởng lời của con chuồn này, lật lọng hỏi. Ách! Tiểu Điêu phân vân một lát, sau đó đắn đo nói. chắc là tương đương với nguyên đan cảnh đại viên mãn của nhân loại các ngươi. Con mẹ ngươi! Nghe thấy Tiểu Điêu nói như thế, Lâm Động nhịn không được chửi một câu, Bích Thủy yêu mãng này chỉ là yêu linh bị thương cũng có sức mạnh tương đương với cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, nếu như nó ở trạng thái bình thường thì chẳng phải tương đương với cường giả tạo hóa tam cảnh, còn gì? Vậy mà dễ đối phó, đi! Vừa nghĩ tới con yêu thú trong chùm ánh sáng kia, trong lòng Lâm Động có chút bất an, không chút nghĩ ngợi muốn chạy trốn. Hắn đương nhiên biết mình hiện giờ không có thực lực của cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đừng, ngươi có nhìn thấy đồ vật phía sau chùm ánh sáng kia không? Nhìn thấy Lâm Động muốn chạy, Tiểu Điêu nóng nảy, bây giờ nó vô cùng cần những yêu linh khác để tăng cường thực lực. Nghe thấy Tiểu Điêu lại câu dẫn, Lâm Động đành liếc mắt nhìn phía sau chùm ánh sáng, ở nơi đó có 3 hạt châu có 2 màu đen trắng tỏa ra ánh sáng êm dịu, lơ lửng trên không trung, mặc dù cách nó tương đối xa, nhưng Lâm Động vẫn cảm nhận được âm dương nhị khí vô cùng tinh thuần từ nó phát ra. Loại năng lượng tinh thuần này cho dù năng lượng bên ngoài đan tiên trì, cũng không thể nào so sánh được. Đấy là cái gì? Đối với loại năng lượng này, Lâm Động có chút động tâm, hỏi. Đó là âm dương châu, đây mới là bảo bối của đan tiên trì. Chúng nó là kỳ vật mà cái hồ này phải ngưng tụ nhiều năm mới được. Âm dương nhị khí mà ngươi hấp thu bên ngoài không bằng 1/10 của nó. Hơn nữa độ tinh thuần cũng không cách nào so sánh được. Nếu như ngươi có âm dương châu này thì điêu ra đảm bảo chỉ trong vòng nửa năm, không chỉ trong vòng 3 tháng, ngươi có thể thành công tiến vào nguyên đan cảnh. Tiếng nói của Tiểu Điêu trở nên gấp gáp. À, nghe vậy, trái tim Lâm Động đập thình thịch, ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào 3 hạt châu có 2 màu đen trắng giao nhau kia. Nhưng mà một lát sau hắn chậm rãi lắc đầu, âm dương châu tuy rằng quý giá, nhưng cái mạng nhỏ của hắn càng quý giá hơn. Vạn nhất tới lúc cuối cùng kinh động yêu linh của Bích Thủy yêu mãng, thì chỗ này đúng là nơi táng thân của hắn. Ta đánh không lại yêu linh này. Hay là thôi đi. Lâm Động bất đắc dĩ nói. Ngươi đánh không lại, ta có thể. Tiểu Điêu cười hắc hắc nói. Chẳng phải ngươi nói ngươi không có lực lượng sao? Nghe Tiểu Điêu nói như thế, Lâm Động nhất thời hoài nghi hỏi. Hiện giờ lực lượng của ta không nhiều, cho nên phải mượn nguyên lực trong cơ thể của ngươi. Tiểu Điêu nói. Hiện giờ ta mới có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cho dù đem nguyên lực cho ngươi mượn cũng không phải đối thủ của yêu linh kia. Lâm Động nhíu mày, hắn cảm giác biện pháp này không ổn, hắn không muốn giao cái mạng nhỏ cho con Tiểu Điêu này. Hắc, ngươi cũng quá coi thường thủ đoạn của bộ tộc Thiêu Yêu Điêu rồi. Cho dù hiện giờ thực lực của ta chỉ bằng 1/10 thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà chẳng có gì khó khăn khi giải quyết một con Bích Thủy yêu mãng cả. Tiểu Điêu khinh thường nói. Lâm Động có chút chần chờ, Thiên Yêu Điêu là cái gì hắn không biết, nhưng mà con chồn này đúng là không giống chồn bình thường, yêu thú bình thường đâu thông minh như thế này. Ta nói cái tên tiểu tử này sao lại lề mề như vậy, làm đại sự phải phiêu lưu, nếu như người nói cho những tên ở ngoài kia biết, nơi này có 3 viên âm dương châu, thì điêu ra dám đám cam đoan với ngươi. Sẽ có vô số người đỏ mắt mà lao xuống, chém giết lẫn nhau mà tranh đoạt. Nhìn thấy Lâm Động không dám quyết định, Tiểu Điêu cũng nóng nảy, mắng một câu tiếc hận. Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã, tuy rằng hắn biết con chuồn này có chút khoác lác, nhưng mà từ năng lượng tinh thuần trong âm dương châu đang tán phát có thể thấy, thứ này đúng là không phải vật tầm thường. Được rồi, thử một lần. Ta phải làm như thế nào? Sau khi trầm ngâm, Lâm Động rốt cục cũng cắn răng một cái, Tiểu Điêu nói không sai. Làm đại sự phải phiêu lưu, vì 3 viên âm dương châu có liều cũng đáng. Đem nguyên lực quán nhập vào thạch phù, chuyện còn lại giao cho ta là được. Mấp máy môi, nếu đã hạ quyết tâm, thì Lâm Động sẽ không do dự. Tinh thần khẽ động, nguyên lực bên trong đan điền tuôn ra, nhập vào bên trong thạch phù ở lòng bàn tay phải. Ông! Khi có một lượng nguyên lực lớn quán nhập, thạch phù cũng kêu lên ông một tiếng, sau đó quang mang chớp động, có một hư ảnh xuất hiện ở trên bàn tay của Lâm Động, nó chính là Tiểu Điêu. Hấp thu một số lượng lớn nguyên lực của Lâm Động, thân thể của Tiểu Điêu trở nên đen nhánh, hiện giờ quan sát Tiểu Điêu, Lâm Động mới phát hiện ra, nó đúng là không phải chuột, ở trán của nó có một loại phù văn cực kỳ mờ nhạt, trông như một loại phù văn thần bí. Xong chưa? Sau khi đem nguyên lực quán nhập vào bên trong thạch phù, sắc mặt Lâm Động trở nên tái nhợt, nói. Rồi, Tiểu Điêu gật đầu, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên màu tử kim, một loại uy áp lập tức bao phủ xung quanh. Khi loại uy áp này vừa mới xuất hiện, hai chân Lâm Động đã cong lại, thiếu chút nữa quỳ xuống, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn vào Tiểu Điêu ở trong lòng bàn tay. Hắc, cái tên vô dụng, có thể này mà cũng không chịu nổi. Thấy thế, Tiểu Điêu nhếch miệng cười nhạo một tiếng, sau đó một đạo hắc mang lóe lên, nó lao thẳng tới chùm sáng kia. Nhìn chùm sáng màu lam đậm, sắc mặt Tiểu Điêu trở nên nghiêm túc, hai cái móng nhanh chóng vũ động, từng đạo hắc mang từ trong móng vuốt của nó bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái dòng xoáy như một cái hắc động một hắc động lỗ đen thiên yêu chi nuốt. Khi hắc động kia hình thành, một thanh âm khàn khàn từ trong miệng của Tiểu Điêu truyền ra, Thanh âm này hoàn toàn khác với giọng nói bình thường của nó. Ồ! Khi thanh âm của Tiểu Điêu phát ra, cái hắc động kia đột nhiên điên cuồng xoay tròn, mà khi nó xoay tròn, hắc mang cũng được ngưng tụ, giống như một cái miệng khổng lồ, chậm rãi hút chùm ánh sáng kia vào. Nhìn thấy Tiểu Điêu ra tay, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc, lặng lẽ lui về phía sau một chút, dừng lại ở cửa động, chỉ cần nhận ra tình hình có chút không ổn, là lập tức quay đầu bỏ chạy. Bị một lực lượng cường đại thôn phệ, cái chùm ánh sáng kia cũng dần dần bay về phía hắc động, nhưng mà Lâm Động dùng tinh thần lực quan sát đã nhận ra, trong chùm ánh sáng có một cỗ lực lượng đang ngày càng mạnh mẽ. Nguy rồi! Nhận thấy được cảnh tượng này, chân tay Lâm Động trở nên lạnh toát. T. Ngay khi Lâm Động phát hiện ra điều này, thì một thanh âm như tiếng ngựa hí vang lên, vang vọng trong sơn động. Trong chùm ánh sáng kia có một thân ảnh hình rắn đang chậm rãi hình thành. Yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng đang bị hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Chương 117, hai thú đánh nhau. Dịch, hoàng oanh thình thịch. Chùm ánh sáng màu xanh đậm kịch liệt bành trướng, khi xà ảnh trong đó bành trướng, Bích Thủy Yêu Mãng dường như cũng cảm thấy có người có mưu đồ bất chính đối với nó, cho nên nó điên cuồng giãy giụa, những đạo ánh sáng màu xanh không ngừng từ trong chùm sáng bắn ra, chống đỡ với lực lượng thôn phệ, một ở phía trước, một thôn phệ, cắn nuốt, ầm. Hai loại lực lượng này va vào nhau làm cho sơn động rung lên bần bật, đá vụn không ngừng từ trên đỉnh rơi xuống. Hừ. Nhìn thấy yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng phản kháng, Tiểu Điêu hừ lạnh một tiếng, tốc độ vũ động của móng vuốt càng lúc càng nhanh, mà cỗ lực lượng thôn phệ cũng tăng vọt, không ngừng kéo cái chùm ánh sáng kia tới gần hắc động. TT. Đối mặt với lực thôn phệ càng lúc càng mạnh này, những đạo quang mang màu xanh cũng không ngừng từ trong chùm sáng lao ra. Lâm Động nhận rõ, có một đạo ánh sáng hình thành một cái cột sáng, trên đỉnh cột sáng có một cái khe đen kịt nhìn không thấy đáy. Nhìn thấy lực lượng khủng bố này, Lâm Động không khỏi nuốt nước miếng một cái, nếu như hắn bị loại lực lượng này đánh trúng, thì không chết cũng bị thương. Tiểu Điêu này hình như có đủ lực lượng chống lại được Bích Thủy Yêu Mãng. Tuy rằng trong lòng cảm thấy hoảng sợ thực lực của Bích Thủy Yêu Mãng, nhưng Lâm Động cũng không lập tức quay đầu bỏ chạy, bởi vì hắn phát hiện, cho dù Bích Thủy Yêu Mãng giãy giụa thế nào cũng không cách nào thoát khỏi lực thôn phệ của cái hắc động đang xoay tròn. Lực lượng của Tiểu Điêu đều là mượn nguyên lực của Lâm Động, nhưng mà chiêu thức nó thi triển lại cực kỳ mạnh mẽ, cái dòng xoáy của hắc động này dường như có một nhịp điệu như tim đập, có thể tưởng tượng, nếu như Tiểu Điêu khôi phục một phần thực lực, thì không biết nó sẽ khủng bố tới mức nào. Đến lúc này, Lâm Động buộc phải tin tưởng con trồn thần bí này, tin tưởng nó có một lực lượng khủng bố tới mức tận cùng. TT. Trong khi Lâm Động đang suy nghĩ, thì việc giằng co trong sơn động đã tới hồi kịch liệt, những tiếng tí tách xèo xèo không ngừng từ trong chùm sáng màu xanh đậm truyền ra, mà xà ảnh cũng không ngừng bị kéo gần lại. Bục! Bích Thủy Yêu Mãng kịch liệt phản kháng, nhưng đột nhiên cái chùm sáng màu xanh đậm kia vỡ ra, một cỗ năng lượng ba động cực mạnh lập tức khuếch tán ra xung quanh, cho dù Lâm Động đang đứng sát cửa động cũng bị chấn bay, đập thẳng vào vách núi, trước ngực của hắn vô cùng đau đớn. T. Khi chùm ánh sáng vỡ tan, yêu linh xuất hiện, trông nó giống như một con cự mãng khổng lồ cao chừng 10 trượng, chẳng qua là thân thể của nó hiện giờ rất mờ ảo, chính là hình thái đặc thù của yêu linh. Phốc! Yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng vừa xuất hiện đã mở miệng phóng ra một cột nước màu xanh sền sệt về phía Tiểu Điêu, cột nước này có lực lượng ăn mòn vô cùng khủng bố. Nuốt đối mặt với công kích của Bích Thủy Yêu Mãng, Tiểu Điêu cười lạnh một tiếng, móng vuốt nắm chặt, hắc động trước mặt trực tiếp tuôn ra một cỗ lực lượng thôn phệ, hấp thu cái cột nước kia. Súc sinh gian ngoan mất khôn, Điêu gia muốn nuốt yêu linh của ngươi, ngươi còn dám phản kháng. Muốn chết! Bích Thủy Yêu Mãng ra sức giãy giụa, điều này đã làm cho Tiểu Điêu không còn kiên nhẫn, móng vuốt lập tức vung lên, một cỗ hắc khí nồng nặc phun ra, sau đó ngưng tụ thành một con quái vật lớn ở phía sau Tiểu Điêu. Hắc vụ lượn lờ, Lâm Động tuy đứng gần nhưng cũng không nhìn rõ hình dáng con quái vật kia ra sau, nhưng hắn đoán đây có lẽ là hình dáng phóng đại của Tiểu Điêu. Đây là hình dáng thực của Tiểu Điêu hay sao? Nhìn con quái vật cổ xưa hung ác, Lâm Động nhịn không được thì thào tự nói. Giống. Khi con quái vật lớn vừa thành hình, Bích Thủy Yêu Mãng đã gầm nhẹ một tiếng, trong tiếng gầm ẩn chứa một loại uy áp khủng bố, nhưng mà thân hình của Bích Thủy Yêu Mãng lại run rẩy, hiện lên sự sợ hãi. Đi vào cho Điêu ra. Con quái vật to lớn do khí đen ngưng tụ thành đột hiên vươn một bàn tay, hung hăng nện mạnh lên yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng, bị tấn công một đòn mạnh như vậy, yêu linh kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó hóa thành một đạo lam quang, bị nuốt vào trong cái hắc động đang điên cuồng xoay tròn. Phốc! Sau khi yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng bị nuốt vào trong hắc động, hư ảnh phía sau Tiểu Điêu cũng biến mất, hắc động trước mặt cũng tiêu tán. Thành công! Nhìn thấy cuộc chiến đấu diễn ra rất nhanh, Lâm Động cả kinh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Điêu đang dần dần trở nên trong suốt, hắn biết hiển nhiên là Tiểu Điêu đã tiêu hao năng lượng cực lớn, tuy nó lai lịch bất phàm, nhưng hiện giờ chỉ mượn nguyên lực của Lâm Động để hóa hình mà thôi, mà nguyên lực của hắn thì không đủ cho Tiểu Điêu thi triển bí pháp. Sau khi thôn phệ yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng, thân hình của Tiểu Điêu hóa thành một tia sáng, chui vào trong thạch phù của Lâm Động. "Tiểu tử, ân tình lần này Điêu gia ta ghi nhớ, nhưng mà hiện giờ ta phải ngủ trong một thời gian." Sau khi Tiểu Điêu vào trong thạch phù, một thanh âm vô cùng yếu ớt cũng vang lên trong đầu của Lâm Động, sau đó là sự im lặng. Yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng đúng là đã làm cho Tiểu Điêu phải cật lực. Lâm Động im lặng nhìn cái sơn động đã trở nên hỗn loạn, một lát sau hắn nặng nề thở dài một hơi, cũng may là thắng trận chứ nếu không hắn sẽ bị yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng truy sát chạy rễ đất. Rầm rầm. Trong khi Lâm Động bỏ được tảng đá ra khỏi đầu, thì phía sau đột nhiên có tiếng nước chảy ầm ầm, cái màng chắn ở cửa động đã biến mất, nước thi nhau kéo vào ầm ầm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động vội vàng lao tới tóm ba viên âm dương châu đang lơ lửng ở trên không vào trong tay. Cầm âm dương châu ở trong tay, một luồng năng lượng ấm áp và lạnh lẽo đồng thời tràn vào trong cơ thể của Lâm Động, loại cảm giác này cực kỳ thoải mái, làm cho Lâm Động phải ngẩn ngơ, mới tiếp xúc mà đã như vậy rồi, xem ra lời nói của Tiểu Điêu không giả. Âm dương châu này đúng là bảo bối, cố gắng đè nén ý niệm vui mừng trong lòng, Lâm Động nhanh chóng nhét âm dương châu vào Càn Khôn đại, sau đó điều động nguyên lực trong đan điền, vội vàng dọc theo thông đạo bơi ra. Bên ngoài đan tiên trì, ba người Hạ Chỉ Lam đã kết thúc hấp thu năng lượng, tất cả đã rời khỏi hồ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào bên trong, họ không hiểu vì sao tới lúc này mà Lâm Động vẫn còn chưa ra. Không phải là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đó chứ? Đồng Tố nhíu mi, nói. Chắc là không, trước kia ta với Nhạc Sơn đã đồng thời lục soát đan tiên trì, tuy rằng địa hình phía dưới tương đối phức tạp, nhưng mà không có gì nguy hiểm. Hạ Vạn Kim lắc đầu, hắn cũng có chút nghi hoặc tại sao Lâm Động tới giờ này vẫn chưa ra. Như vậy đi, chờ thêm một chút nữa, nếu như hắn không ra thì ta tự mình vào trong đó một chuyến. Hạ Vạn Kim hơi trầm ngâm, cho dù thế nào thì hắn cũng là người nói đạo nghĩa, không nói tới tiềm lực của Lâm Động, chỉ cần nghĩ tới chuyện hắn ra tay trợ giúp Vạn Kim Thương Hội thắng lợi, hắn cũng phải đảm bảo cho Lâm Động được an toàn. Cũng đành vậy. Nghe vậy, Đồng Tố nhẹ nhàng gật đầu, nếu có thể thân cận với loại nhân vật có tiềm lực như thế này thì ngày sau Vạn Kim Thương Hội tất sẽ có lợi ích cực lớn. Phù phù. Hạ Vạn Kim vừa mới nói xong không lâu, có một giọng nói đã vang lên, ngay sau đó, có một thân ảnh hiện ra, đứng bên cạnh hồ nước. Đã ra rồi. Nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên, đám người Hạ Chỉ Lam cũng thở dài một hơi. Ha ha, xin lỗi, vì hiếu kỳ nên xuống đáy hồ đi dạo, đã làm chậm trễ thời gian của mọi người. Nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, Lâm Động chắp tay ôm quyền cười nói. Còn tưởng rằng ngươi bị chết đuối rồi chứ. Hạ Chỉ Lam liếc mắt nhìn Lâm Động, hử nhẹ nói, nghĩ tới việc Lâm Động trắng trợn cướp đoạt năng lượng của mình, nàng lại có chút khó chịu. Lâm Động cười cười, không đấu khẩu với nàng làm gì, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đan tiên trì, nước hồ bây giờ đã trở nên trong suốt, cái mùi thơm của nước cũng chỉ còn thoang thoảng, cái cảnh một nước thì sôi sùng sục, một nửa lạnh thấu xương đã không còn tồn tại, có thể nhận ra, năng lượng ở nơi này đã bị mọi người hấp thu hầu như không còn, sau này đan tiên trì chỉ là một cái hồ bình thường mà thôi. Ha ha, xem ra Lâm Động tiểu huynh đệ lần này thu hoạch không nhỏ a. Hạ Vạn Kim đảo mắt nhìn Lâm Động, hắn nhận ra ba động của nguyên lực trên người hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Ha ha, chỉ có chút đột phá nhỏ mà thôi. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói như thế, trong lòng Lâm Động cũng nhảy lên, hắn cho rằng Hạ Vạn Kim đã nhận ra thành quả hắn thu hoạch được ở dưới đáy hồ. Nhưng mà sau khi quan sát một lúc, hắn nhận ra hình như không phải, lúc này hắn mới lặng lẽ thở dài một hơi, thuận miệng cười nói. Đúng như lời Tiểu Điêu nói, âm dương châu này có lực hấp dẫn không nhỏ, hắn cũng không dám đảm bảo, vạn nhất bị Hạ Vạn Kim phát hiện, hắn cũng không dám bảo chứng, vạn nhất bị Hạ Vạn Kim phát hiện, người này có mưu đồ gì với mình hay không nữa. Trong khi nói chuyện, Lâm Động cũng đảo mắt nhìn ba người Hạ Chỉ Lam, hiện giờ ba động nguyên lực của người này vô cùng mạnh mẽ, họ đã dừng lại ở thiên nguyên cảnh hậu kỳ đã lâu, trải qua lần hấp thu năng lượng này, việc họ đột phá vào nguyên đan cảnh sẽ không còn lâu nữa. Hạ Vạn Kim khẽ gật đầu, trong lòng hắn lại coi trọng Lâm Động hơn một chút, tuổi tác thế này mà có thể vừa tu luyện nguyên lực và tinh thần lực, hơn nữa lại có thành tựu bậc này, đúng là thiên phú vô cùng tốt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Nếu như chuyện ở đây đã xong, chúng ta về Viêm Thành thôi. Ở bên cạnh Đồng Tố nhẹ nhàng cười nói. Nghe thấy nàng nói vậy, Lâm Động cũng gật đầu cười, năng lượng của đan tiên chỉ đã hết, cái hồ nước này chỉ là một hồ bình thường, ở lại đây cũng vô dụng. Hành trình tới đan tiên trì lần này hắn là người có thu hoạch nhiều nhất, chuyến đi này đúng là không uổng phí. Chương 118, cung phụng và tiêu tiền. Đại đội nhân mã thắng lợi trở về Viêm Thành, có lẽ do thu hoạch không nhỏ nên không khí rất vui vẻ. Trên đường trở về Viêm Thành, Hạ Vạn Kim cũng hỏi thăm lai lịch của Lâm Động, trong cách nói chuyện đã bộc lộ ý lôi kéo. Mà đối với việc Hạ Vạn Kim lôi kéo, Lâm Động hơi suy nghĩ, Hắn không trực tiếp cự tuyệt bởi vì lúc hắn trợ giúp Vạn Kim Thương Hội đánh bại Huyết Lang Bang, thì với phong cách của Huyết Lang Bang kiểu gì cũng có một số mâu thuẫn, trong khi hắn đang cần thời gian, nếu như có thể có quan hệ với Vạn Kim Thương Hội, một trong ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, vậy thì tình hình tốt hơn nhiều. Cho nên, hắn không giấu giếm lai lịch của mình, dù sao những loại chuyện này với năng lực của Vạn Kim Thương Hội, thì chỉ cần điều tra một chút là rõ. Thanh Dương Trấn Lâm Gia. Khi nghe thấy Lâm Động nói hắn đến từ Lâm Gia của Thanh Dương Trấn, chỉ có Hạ Vạn Kim là trấn tĩnh, còn Đồng Tố lại kinh ngạc, che miệng khẽ cười nói, Lâm Gia gần đây có buôn bán một số lượng dương nguyên thạch ở Viêm Thành, người thu mua lại chính là Vạn Kim Thương Hội chúng ta, không nghĩ tới Lâm Động tiểu hữu lại là người của Lâm Gia, chờ sau khi trở về sẽ phân phó xuống dưới, sau này khi buôn bán với Lâm Gia, chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn một chút. Ha ha, vậy thì phải cảm ơn Tố tổng quản rồi. Lâm Động cười chắp tay. Lâm Gia, hình như gần đây ta có nghe nói, Huyết Y Môn của Viêm Thành có ân oán gì đó với các ngươi. Hơn nữa sau một tháng nữa, môn chủ Huyết Y Môn Ngụy Thông sẽ tiến hành quyết đấu sinh tử với người của Lâm Gia, ở giác đấu trường. Hạ Vạn Kim đột nhiên nghĩ tới chuyện này, nói. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói như vậy, đám người Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía Lâm Động. Huyết Y Môn ở Viêm Thành tuy rằng kém hơn Vạn Kim Thương Hội, nhưng mà thực lực của họ đâu có thấp. Ngụy Thông lại là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, thực lực bực này Lâm Gia có thể chống lại được hay sao? À, đúng là có chút ân oán. Đối với sự kinh ngạc của bọn họ, Lâm Động cũng chỉ cười, nói một cách bình tĩnh. Hơn nữa người mà quyết đấu sinh tử với Ngụy Thông cũng chính là ta. À, nghe vậy ngay cả Hạ Vạn Kim cũng phải nhíu mày. Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh bật thốt lên, cái tên tiểu tử này không tiếc mạng nữa hay sao? Ngụy Thông kia kiểu gì cũng là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, tên Khương Lập hôm nay nào sao sánh bằng. Đúng, câu này của Chỉ Lam không sai, sinh tử đấu của giác đấu trường không phải là chuyện đùa, nếu như cần ta có thể đứng ra hòa giải một chút. Đồng Tố cũng gật đầu, nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Sợ rằng sẽ khó, Huyết Y Môn từ trước đến nay luôn hoạt động theo sự chỉ đạo của Huyết Lang Bang, hiện giờ Lâm Động làm cho bọn họ thua trong lần tranh đoạt Đan Tiên Chỉ, cho dù Vạn Kim Thương Hội chúng ta có đứng ra, cũng khó làm cho Huyết Y Môn buông tay. Hạ Vạn Kim trầm ngâm nói, ha ha, đây là chuyện vốn không thể hòa giải, cảm ơn hai vị. Lâm Động mỉm cười nói, sao ngươi lại đắc tội với Huyết Y Môn? Phục Chỉ Lam nhịn không được hỏi. Ta giết phó môn chủ Cổ Ảnh của bọn họ, Lâm Động thuận miệng nói. Hắn nói xong câu này thì cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh, Lâm Động quay đầu nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của đám người Hạ Chỉ Lam. Cổ Ảnh kia hình như là nhị ấn phù sư mà. Đồng Tố cũng ngẩn người, chợt phục hồi tinh thần lại, có chút bất đắc dĩ nói, cái tên tiểu tử này giết hắn thảo nào mà. Không thể hòa giải. Tên biến thái. Hạ Chỉ Lam cũng thấp giọng nói thầm, nhị ấn phù sư tương đương với cường giả tiểu nguyên đan cảnh, không nghĩ tới Lâm Động có thể giết được người này, thảo nào mà khi đối phó với Khương Lập, Lâm Động chẳng có gì kinh hoàng, hóa ra hắn đã sớm nắm chắc. Lâm Động vuốt tay, đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ, không giết sau này kiểu gì cũng có hậu quả, còn về chuyện sinh tử đấu với Ngụy Thông thì vẫn còn hơn một tháng nữa, ai thắng ai thua bây giờ kết luận vẫn còn sớm. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu đúng là quyết đoán, Cổ Ảnh kia là người dâm tà, chết cũng đáng. Hạ Vạn Kim cười cười, chợt chuyển lời, ta muốn mời Lâm Động tiểu hữu nhận danh hiệu cung phụng của Vạn Kim Thương Hội chúng ta, không biết Lâm Động tiểu hữu có bằng lòng hay không? Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói câu này, Lâm Động giật mình, nhìn người đang cười trước mặt, đột nhiên hắn hiểu ra, đây là một hành động trợ giúp của Hạ Vạn Kim với Lâm Gia, có quan hệ với Vạn Kim Thương Hội, sau này Lâm Gia sẽ có thể phát triển ở Viêm Thành, mà không cần lo lắng Huyết Y Môn và Huyết Lang Bang trả thù. Đã như vậy, cảm ơn hảo ý của Hạ hội trưởng. Lâm Động hơi làm trầm ngâm, sau đó chắp tay ôm quyền. Đối với Lâm Gia mà nói, Vạn Kim Thương Hội là một cây đại thụ, hắn chỉ có một mình đơn độc không thể lo cho cả Lâm Gia được. Khi thấy Lâm Động đồng ý, Hạ Vạn Kim cười to một tiếng, thực lực của Lâm Động hắn không để tâm, nhưng hắn lại coi trọng tiềm lực của người này. Bản thân hắn là thương nhân, rất coi trọng đầu tư lâu dài, nếu như bỏ qua cơ hội này thì sau này khi Lâm Động phát triển, Vạn Kim Thương Hội sẽ không còn tư cách để mở lời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đồng Tố cũng mỉm cười, nàng luôn coi trọng Lâm Động, Vạn Kim Thương Hội có thể lôi kéo được người này thì đúng là một chuyện tốt. Sau khi trở lại Viêm Thành, Lâm Động và đám người Hạ Vạn Kim chia tay, hắn trở về khách điếm của mình. Thu hoạch hôm nay đúng là không nhỏ, quan trọng nhất là thứ hắn có được ở đáy hồ. Trải qua một ngày kịch liệt, hắn cảm thấy mình hình như đã yếu đi không ít. Cũng vì chuyện này mà Lâm Động không bắt tay ngay vào nghiên cứu âm dương châu, mà xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc hắn mở mắt ra thì trời đã khuya. Tu luyện nửa ngày, nguyên lực trong đan điền khô kiệt đã được khôi phục hơn phân nửa, cái cảm giác yếu ớt cũng dần dần biến mất. Nhận thấy trạng thái đã được khôi phục, Lâm Động mới lôi 3 viên âm dương châu từ trong càn khôn đại ra ngoài. 3 hạt châu trắng đen đan sen huyền phù ở trước mặt Lâm Động, một cỗ năng lượng thuần khiết không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Lâm Động nhìn chằm chằm vào 3 viên âm dương châu, này, hắn có thể cảm giác được, năng lượng trong 1 viên âm dương châu bằng cả năng lượng trong đan tiên trì, mà hôm nay bọn họ hấp thu. Đây mới là bảo bối thực sự của đan tiên trì. Lâm Động cười hắc hắc, cũng may là địa hình dưới đáy đan tiên trì phức tạp, chứ không thì bảo bối này đâu tới phiên hắn. Với tính cách của Hạ Vạn Kim và Nhạc Sơn, chắc chắn 2 người này đã kiểm tra qua một lượt, nếu không phải cái ngã rẽ kia quá bí hiểm thì đã bị họ phát hiện rồi. Người đời chỉ nói bảo bối của đan tiên trì là năng lượng tinh thuần, chứ chưa có ai nói tới chuyện đan tiên trì có thể ngưng tụ ra kỳ vật như âm dương châu. Sau khi cười trộm, Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí cất 2 viên âm dương châu, hắn để lại 1 viên, áp 2 lòng bàn tay vào nhau, sau đó nhắm mắt, vận chuyển Thiên Nguyên Công, tiếp tục sử dụng tinh thần lực ngưng tụ thành một luồng gió xoáy ở gần đan điền. Ô! Khi Lâm Động hấp thu, viên âm dương châu kia rung lên bần bật, ngay sau đó, một cỗ năng lượng tinh thuần khiến cho người khác phải khiếp sợ, trông như một cột nước đen trắng tuôn ra, bị hấp lực trong cơ thể Lâm Động hấp thu. Khi Lâm Động đang điên cuồng hấp thu năng lượng của âm dương châu, thì xung quanh thân hình hắn cũng hình thành một luồng khí vụ ẩm ướt. Lần hấp thu này, năng lượng mạnh hơn rất nhiều lần so với năng lượng trong đan tiên trì. Nhưng mà việc hấp thu chỉ diễn ra trong chừng nửa canh giờ, Lâm Động nhận thấy luồng khí nguyên lực trong đan điền đã bị lấp đầy, hắn ngừng việc hấp thu, bắt đầu vận chuyển Thanh Nguyên Công, dùng luồng khí nguyên lực này để ngưng luyện. Tốc độ ngưng luyện không làm cho Lâm Động vừa lòng, nhưng mà cũng chẳng biết làm sao, Thiên Nguyên Cảnh chỉ là công pháp bí tịch tam lưu, hạng 3, có thể làm được thế này đã là cực hạn rồi, muốn tăng tốc độ thì phải cần một cuốn bí tịch tu luyện cao cấp hơn. Đương nhiên, bí tịch cao cấp ngồi cầu sẽ không bao giờ có. Cho nên hiện giờ Lâm Động chỉ còn cách chấp nhận sự thực. Trong mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Lâm Động yên tĩnh hơn rất nhiều. Đa số thời gian hắn đều chìm trong tu luyện, có âm dương châu trong tay. Việc tu luyện nguyên lực của Lâm Động tiến triển cực nhanh, hắn có thể cảm nhận được. Thời gian mà hắn tiến vào nguyên đan cảnh đang rút ngắn lại, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, với tốc độ này, ngày đột phá cũng không còn xa nữa. Đồng thời với việc tu luyện nguyên lực, tinh thần lực của Lâm Động không giảm, hắn tốn rất nhiều tiền mua ngũ phẩm linh dược, tinh luyện thành đan dược, cho nên tinh thần lực của hắn cũng có tiến triển cực nhanh. Bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung đã hình thành một cái khe, càng ngày càng thấy rõ, sắp phân thành 2. Nhưng là tốc độ của hắn chỉ duy trì tới ngày thứ 10 thì dừng lại. Lâm Động xấu hổ phát hiện, trong thời gian gần nửa tháng này, hơn ngàn viên dương nguyên đan mang tới Viêm Thành đã dùng hết, cho nên bây giờ ngay cả tiền mua ngũ phẩm linh dược cũng không có. Tiêu xài kiểu này, nếu như đám người Lâm Chấn Thiên biết sẽ bị dọa tới mức trợn mắt há mồm. Với việc tu luyện của một mình Lâm Động, cả Lâm gia cũng không chu cấp nổi. Phải kiếm tiền. Nhìn càn khôn đại trống rỗng, Lâm Động không khỏi cười khổ lắc đầu. Chương 119, kiếm tiền. Đối với Lâm Động, chuyện kiếm tiền hắn không sành như Đồng Tố. Hắn cũng không dự định xây dựng một đế quốc thương nghiệp gì cả. Cái hắn muốn chỉ là có đủ tiền mua linh dược tu luyện mà thôi. Sau khi Lâm Động suy nghĩ, hắn phát hiện ra 2 biện pháp có thể kiếm được tiền. Một là tinh luyện dương nguyên thạch, bằng vào khả năng tinh luyện của thạch phù. Hắn chỉ cần 3 viên dương nguyên thạch là tinh luyện thành 1 viên dương nguyên đan, hiệu suất này gấp 3 so với cường giả bình thường. Nhưng mà lúc này hắn làm gì có dương nguyên thạch trong tay, thứ này đi mua bán cũng tương đối phiền phức. Cho nên, Lâm Động chỉ có thể để ý tới phương pháp đơn giản hơn, đó chính là trực tiếp sử dụng thạch phù tinh luyện linh đan. Một cây ngũ phẩm linh dược, Lâm Động có thể tinh luyện ra 5 viên linh đan, phẩm chất và dược tính của đan dược còn cao hơn bình thường nhiều lần, hiệu quả cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Dựa theo Lâm Động suy đoán, người khác dùng 1 gốc cây ngũ phẩm linh dược để luyện hóa, thì dược lực chỉ hấp thu được khoảng 1/5, đa phần dược lực đều bị hủy bỏ, việc này không thể nào so sánh với đan dược do thạch phù tinh luyện được. Nói cách khác, đối với người thường mà nói, mua 1 gốc cây ngũ phẩm linh dược không bằng mua 1 viên linh đan, mà đây cũng chính là phương pháp nhanh nhất mà Lâm Động có thể kiếm tiền. Đương nhiên, muốn tiêu thụ linh đan thì phải tới phòng đấu giá Vạn Kim, chỉ có ở nơi đó mới bán được giá cao nhất. Cho nên, Lâm Động thu xếp hành lý đi thẳng đến Vạn Kim Thương Hội. Hiện giờ Lâm Động đã là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội, coi như cũng có chút địa vị, cho nên khi nhìn thấy hắn, đám thị nữ liền cung kính dẫn tới gặp Đồng Tố. Ha ha, Lâm Động tiểu đệ lâu như vậy không đến tìm tỷ tỷ, còn tưởng rằng đệ quên mất tỷ rồi chứ. Đồng Tố đang xem sổ sánh, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, quyến rũ nhìn Lâm Động cười. Lâm Động cười gượng một tiếng, hắn nuốt không nổi việc trêu đùa của vị mỹ nữ động lòng người này. Hắn biết tuổi tác của Đồng Tố hơn Hạ Chỉ Lam rất nhiều, chẳng qua là do bối phận, nên Hạ Chỉ Lam chỉ còn cách kêu một tiếng gì. Nói đi, tìm đến tỷ tỷ là có chuyện gì? Đồng Tố thả tay xuống, mỉm cười nói. Ta muốn nhờ Vạn Kim Thương Hội bán đấu giá ít đồ. Lâm Động cũng không có vòng vo, trầm ngâm một chút, từ trong càn khôn đại lấy ra hai cái bình ngọc, trong mỗi bình ngọc đều có 10 viên ngũ phẩm đan dược. Đồng Tố vội vàng vươn ngọc thủ, tiếp nhận lấy hai cái bình ngọc, sau đó lấy một viên đan dược trong bình ra kiểm tra, nhẹ giọng nói, đây là linh đan do sử dụng linh dược luyện chế ra đúng không? Đúng. Lâm Động cười gật đầu. Đồng Tố hơi trầm ngâm, sau đó gọi một vị Bạch Phát lão giả, một tới, đem linh đan này cho đối phương xem. Vị lão giả này cực kỳ có kinh nghiệm trong việc đánh giá đan dược, sau một lúc kiểm tra, hắn kinh ngạc, nói, đây là một loại linh đan có thể khôi phục tinh thần lực, dược tính ôn hòa, hiệu quả còn hơn ngũ phẩm linh dược nhiều. Một, Bạch Phát lão giả, ông già tóc trắng a, Lâm Động tiểu đệ lại có thêm bảo bối rồi. Nghe vậy, Đồng Tố cũng hơi kinh ngạc, một viên linh đan như thế này, cũng có giá trị tương đương với một gốc ngũ phẩm linh dược. Linh đan này lão phu kiến nghị bán đấu giá với giá 300 dương nguyên thạch, bởi linh đan có thể khôi phục tinh thần lực, người mua tất phải là phù sư, mà phù sư toàn là người giàu, cho nên giá cả của nó sẽ có thể cao hơn. Tố tổng quản nghĩ như thế nào? Bạch Phát lão giả nói. Được. Đồng Tố khẽ gật đầu, hiển nhiên cho rằng cái giá này là hợp lý. Lâm Động cũng rất hài lòng với cái giá này, một viên 300 dương nguyên thạch, 20 viên này có ít nhất 6.000 dương nguyên thạch, vậy thì hắn sẽ có 600 viên dương nguyên đan, đây đúng là một số lượng không nhỏ. Tố tổng quản, nếu như đấu giá thành công đan dược này, chỉ cần giao cho ta số gốc là được. Lâm Động cười nói, chỉ cần có dương nguyên thạch hắn có thể tinh luyện ra số lượng dương nguyên đan cực lớn. Muốn đựng nhiều dương nguyên thạch như vậy thì cần phải có trung cấp càn khôn đại mới làm được. Đồng Tố nhìn chằm chằm Lâm Động vào, khẽ cười nói, Lâm Động tiểu đệ, giá của một cái trung cấp càn khôn đại khoảng trên dưới 2.000 dương nguyên thạch, do ngươi là cung phụng của Vạn Kim Thương hội chúng ta, cho nên chúng ta thu của ngươi 1.000 được không? Nghe thấy Đồng Tố nói như thế, Lâm Động sửng sốt, sau đó nhịn không được đau lòng một trận, càn khôn đại cấp thấp chỉ có giá hơn 10 dương nguyên thạch, cái trung cấp này lại gấp những 10 lần. Cứ làm theo lời Tố tổng quản nói đi. Tuy rằng đau lòng, nhưng hắn cũng hiểu việc này cần phải chuẩn bị, càn khôn đại cấp thấp rẻ thì rẻ thực, nhưng lại không thể dùng mãi. Hì hì. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Lâm Động, Đồng Tố cũng nhịn không được che miệng cười, vui vẻ nói, Lâm Động tiểu đệ, tỷ tỷ đùa ngươi mà thôi, trung cấp càn khôn đại này coi như là quà gặp mặt của Vạn Kim Thương hội chúng ta dành cho ngươi đi, ngươi không được cự tuyệt, nếu không chúng ta sẽ không giúp ngươi đấu giá linh đan đâu. Nhìn Đồng Tố phong tình mê người, Lâm Động cũng chỉ có thể khổ gật đầu cười, trong lòng thầm than, không hổ là Vạn Kim Thương hội, phất tay một cái đã có thể tung ra mấy ngàn dương nguyên thạch. Tố tổng quản, tuổi ta còn nhỏ, không thích lễ nghi, nếu như không chê tỷ tỷ gì thì cứ gọi một tiếng tỷ là được. Nghe thấy Lâm Động cứ Tố tổng quản hoài, Đồng Tố có chút không vui, sẵn giọng, được rồi, Tố tỷ. Lâm Động từ khi lớn lên tới nay mới thấy một nữ nhân lợi hại như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói, ta cần một cái công pháp bí tịch cao cấp, kính Tố tỷ lưu ý giúp một chút. Công pháp bí tịch cao cấp. Nghe thấy yêu cầu này, Đồng Tố nhíu mi, công pháp bí tịch tam lưu có thể dễ dàng có, nhưng mà nhị lưu lại tương đối khó khăn, về phần nhất lưu thì vô cùng hiếm thấy, cho dù Vạn Kim Thương hội cũng rất ít khi gặp. Được, ta sẽ phân phó xuống dưới lưu ý giúp ngươi, nếu như có người muốn bán, ta sẽ lén lút liên hệ giúp. Đa tạ Tố tỷ. Lâm Động thở dài một hơi, ôm quyền nói, tuy nói hắn có thể bán linh đan lấy tiền, nhưng hắn cũng biết, Viêm Thành có rất nhiều người giàu, vạn nhất có gì tranh đấu với người ta thì mình sẽ phải chịu thiệt thòi. Linh đan cứ để ở chỗ này, vài hôm nữa chúng ta sẽ bán đấu giá, mà chuyện công pháp bí tịch, chờ khi nào có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Động gật đầu cười, tuy nói mọi chuyện đã xong, nhưng hắn cũng biết thêm được tính cách của vị mỹ nhân này, hắn không dám nói gì thêm, sau vài câu chuyện phiền liền cáo từ rời đi. Vài ngày tiếp theo, bởi vì không có linh đan phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn tương đối chậm, nhưng mà như vậy cũng tốt, việc vùi đầu khổ tu đã mang lại cho hắn một hiệu quả bất ngờ. Nói với việc bán đấu giá thì Vạn Kim Thương hội là tuyệt vời, chỉ mất gần 3 ngày đã bán xong 20 viên đan dược, thủ đoạn kinh doanh của Đồng Tố không kém, nàng không bán đấu giá một lượt mà chia thành từng đợt, làm như vậy sẽ giúp cho giá ngày sau cao hơn ngày trước. Qua các đợt bán đấu giá, 20 viên đan dược bị các phù sư tranh cướp hết, tổng cộng thu được hơn 8.000 dương nguyên thạch, vượt xa dự tính của Lâm Động. Sau khi cầm đống dương nguyên thạch trong tay, Lâm Động lại mất thêm 20 ngày tinh luyện toàn bộ chúng thành dương nguyên đan. Bạn đang đọc truyện tại www.truyện.phun sau lần này, Lâm Động có 2.600 viên dương nguyên đan, tiền vốn đang cháy túi nay lại đầy. Sau khi có được dương nguyên đan, Lâm Động mua tiếp một đợt ngũ phẩm linh dược, tiếp tục vùi đầu vào khổ tu. Mà khi hắn chìm đắm trong khổ tu tới ngày thứ 3, Đồng Tố đột nhiên phái người tới báo cho hắn, cái mà hắn cần đã có. Sau khi nghe được tin tức này, Lâm Động vui mừng tới mức tim suýt bay ra ngoài, Thanh Nguyên Công đúng là không còn sức hấp dẫn với hắn nữa rồi. Đây là chuyện khiến hắn đau đầu nhất, hắn không do dự một chút nào, lao thẳng ra ngoài khách điếm, vọt tới Vạn Kim Thương Hội. Nếu như tìm được bí tịch thích hợp, giá có cao bao nhiêu hắn cũng phải mua cho bằng được. Chương 120, Tam Dương Quyết. Lâm Động vô cùng sốt ruột chạy tới phòng đấu giá Vạn Kim, thị nữ đã sớm đợi hắn ở bên ngoài, sau đó cung kính dẫn hắn tới phòng khách. Lúc này ở bên trong phòng khách, có hai người đang ngồi, một người chính là Đồng Tố, người còn lại là một trung niên nam tử hơi gầy, hai mắt hõm sâu. Vị này chính là người muốn bán đấu giá công pháp bí tịch, Nghiêm Trung tiên sinh. Nhìn thấy Lâm Động tới, Đồng Tố đứng dậy, mỉm cười giới thiệu. Là ngươi muốn mua riêng công pháp bí tịch của ta. Nghiêm Trung liếc mắt nhìn Lâm Động, hai lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy đối phương quá trẻ. Lâm Động gật đầu cười, nói, không biết công pháp bí tịch của Nghiêm Trung tiên sinh là cấp nào. Yên tâm, công pháp bí tịch này của ta không phải là thứ bình thường. Nghe vậy, Nghiêm Trung ngạo nghễ nói, từ trong lòng móc ra một quyển sách cổ màu vàng nhạt. Tam Dương Quyết. Khi thấy hắn lôi cuốn sách cổ ra ngoài, Lâm Động liếc mắt nhìn ba chữ cổ xưa ở bìa. Tam Dương Quyết, nhị lưu công pháp bí tịch. Công pháp này không chỉ có thể đả thông 15 đạo kinh mạch, mà còn có thể tu luyện được một chùm nguyên khí như mặt trời ở bên trong đan điền. Vào thời khắc mấu chốt, có thể kích nổ, cho dù đối thủ mạnh hơn mình một cấp cũng không kịp trở tay, ăn một quả đắng. Nghe thấy Nghiêm Trung ngạo nghễ nói chuyện, trong lòng Lâm Động cũng sôi sục, chỉ độc nghe cũng thấy Tam Dương Quyết này mạnh hơn Thanh Nguyên Công mấy lần. Hơn nữa quan trọng nhất là Tam Dương Quyết này chính là một bộ công pháp hoàn chỉnh, có hiệu quả giống như Hóa Huyết Quy Nguyên Công của Khương Lập. Nếu như ngưng tụ được đoàn khí giống như lựu đạn kia, thì khi đối địch sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhị lưu bí tịch đả thông 15 đường kinh mạch thì bình thường, nhưng mà như ngươi nói thì nó còn có bí pháp công kích, nhưng nó có hại người hại mình không? Trong lúc Lâm Động đang hứng khởi, Đồng Tố ở bên cạnh cũng cười nói. Ánh mắt của Đồng Tố đương nhiên tinh hơn Lâm Động nhiều, chỉ cần đảo mắt ra là có thể nhìn thấy mánh khóe bên trong. Nghe vậy, Lâm Động lúc này mới tỉnh táo một chút, cho dù Khương Lập thi triển Hóa Huyết Quy Nguyên Công, thì cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, Tam Dương Quyết này chẳng nhẽ lại không có chút vấn đề gì. Hắc hắc, hảo nhãn lực. Nghiêm Trung kia hiển nhiên là đã coi thường ánh mắt của Đồng Tố, xấu hổ cười, chỉ đành nói, di chứng không lớn, muốn ngưng tụ Tam Dương đoàn này cần phải có một lực khống chế tương đối lớn, nếu không khi nổ sẽ làm bị thương bản thân, khống chế càng cao, tổn thương càng nhỏ. Tam Dương Quyết tu luyện không phải dễ, sau khi Nghiêm Trung này có được bí tích, hắn chưa từng ngưng tụ thành công Tam Dương đoàn. Hơn nữa còn khiến nó phát nổ làm mình bị thương mấy lần, khiến cho hắn không dám tu luyện Tam Dương đoàn này nữa. Lâm Động cũng ngạc nhiên, thầm thở dài một tiếng, nhìn Đồng Tố với ánh mắt cảm kích, nhưng mà hứng thú của hắn đối với Tam Dương Quyết lại lớn hơn nữa, bởi vì hắn tu luyện tinh thần lực cho nên lực khống chế của hắn tương đối cao, không dám nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng mà so với người đồng cấp hắn cũng tự tin là mạnh hơn một bậc. Nghiêm Trung này tu luyện không thành công, không có nghĩa là hắn cũng không tu luyện được. Mặc dù không phải là hoàn mỹ, nhưng mà do nó là nhị lưu công pháp cho nên cũng tạm cho qua. Đồng Tố mỉm cười, nói, không biết Nghiêm Trung tiên sinh bán với giá bao nhiêu. Ánh mắt của Tố tổng quản đúng là sắc bén, ta cũng không nói nhiều. 5 vạn dương nguyên thạch. Nghiêm Trung hơi trầm ngâm, sau đó dứt khoát trầm giọng nói. 5 vạn dương nguyên thạch. Nghe thấy con số này, mắt Lâm Động giật giật, vốn cho rằng mình không tính là đại phú, nhưng mà cũng không nghèo. Ai ngờ ngay cả một quyển nhị lưu bí tịch cũng mua không nổi. 5 vạn dương nguyên thạch tuy rằng hơi đắt một chút, nhưng mà cũng hợp lý. Đồng Tố nhẹ giọng nói, với ánh mắt của nàng, nếu Tam Dương Quyết được đem đi bán đấu giá thì giá cả còn cao hơn. Lâm Động trong lòng cười khổ, hiện giờ trong tay hắn nhiều lắm chỉ có 2.000 viên dương nguyên đan, đổi ra cũng chỉ có 2 vạn dương nguyên thạch, đúng là hắn đã đánh giá thấp mức độ quý hiếm của bí tịch rồi. Nghiêm Trung tiên sinh, ở đây có 5.000 viên dương nguyên đan, mời kiểm tra và xác nhận một chút. Trong lúc Lâm Động đang xấu hổ, thì Đồng Tố đã từ trong tay áo lấy ra một cái càn khôn đại, đưa cho Nghiêm Trung, hình như nàng đã chuẩn bị xong từ trước. Nghiêm Trung có chút ý mừng tiếp nhận càn khôn đại, sau khi kiểm tra xong, hắn giao cuốn sách cho Đồng Tố, trực tiếp cáo từ đi. Này, Lâm Động tiểu đệ, Tam Dương Quyết này tuy rằng hơi khó tu luyện, nhưng mà uy lực của Tam Dương đoàn không kém, Nghiêm Trung này bản lĩnh quá kém, cho nên mới không thể lãnh ngộ mà thôi, nếu không thì 5 vạn dương nguyên thạch không mua được thứ này. Nhìn thấy Nghiêm Trung rời đi, Đồng Tố mới mỉm cười xoay người, đem Tam Dương Quyết đưa cho Lâm Động. Tố tỷ, đa tạ, trong vòng 3 ngày ta sẽ dương nguyên thạch trả lại cho Vạn Kim Thương Hội. Lâm Động chần chờ một chút, hắn không quá làm kiêu tiếp nhận cuốn sổ, 5 vạn dương nguyên thạch không phải là con số nhỏ, hắn cũng không muốn nợ nhân tình của người khác. Nhìn thấy Lâm Động khách sáo, Đồng Tố có chút bất đắc dĩ gật đầu, sẵn giọng, cái tên cứng đầu này đúng là làm cho ta đau đầu. Nhìn mỹ nhân phong tình hờn dỗi, Lâm Động cười một tiếng, đem Tam Dương Quyết cất vào trong càn khôn đại, trò chuyện thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Trở về khách điếm, Lâm Động không bắt tay vào nghiên cứu Tam Dương Quyết, Mà kiểm tra số ngũ phẩm linh dược hôm qua thu mua được, trong đám linh dược này không có thứ nào có thể khôi phục tinh thần lực, nhưng đối với nguyên lực lại có lợi ích cực lớn. Đống linh dược này đều bị Lâm Động sử dụng thạch phù tinh luyện thành linh đan, tổng cộng hơn 60 viên, đem đấu giá số này cũng được một khoản tiền, hắn không có thói quen nợ ân tình của người khác. Sau khi mất nửa ngày, việc tinh luyện đã xong, Lâm Động thở dài một hơi, từ trong càn khôn đại lấy ra cuốn Tam Dương Quyết bắt đầu nghiên cứu. Trải qua hơn một giờ tìm hiểu, Lâm Động mới thu hồi ánh mắt, nhịn không được gật đầu, không hổ là nhị lưu bí tịch công pháp, các phương diện đều mạnh hơn Tam Nguyên Công mấy lần. Sau khi hiểu rõ Tam Dương Quyết này, Lâm Động nhắm mắt, tinh thần chậm rãi chìm vào thạch phù ở trong lòng bàn tay. Lâm Động lại xuất hiện trong tinh thần không gian quen thuộc, nhưng mà lần này hắn không đi tới cối xay tinh thần, mà đứng ở chỗ những quang ảnh, ở nơi đó có một quang ảnh mới đang ngồi xếp bằng. Lâm Động yên tĩnh ngồi xếp bằng trước quang ảnh kia, hết sức chăm chú nhìn vào những đạo ánh sáng đang lưu chuyển trên quang ảnh đó, lộ tuyến của những đạo ánh sáng này chính là những kinh mạch mà Tam Dương Quyết cần phải đả thông. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Động, lộ tuyến đả thông 15 đường kinh mạch dần dần hiện lên. Sau khi kết thúc đường kinh mạch thứ 15, ánh mắt Lâm Động không rời đi, mà lại càng chăm chú hơn, hắn rất chờ mong, sau khi thạch phù cường hóa Tam Dương Quyết này thì có thể đả thông thêm mấy đường kinh mạch. Thạch phù thần bí không làm cho Lâm Động thất vọng, đạo ánh sáng kia chỉ hơi ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục di chuyển, một đường kinh mạch bí hiểm lại hiện lên, chậm rãi hoàn tất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Nhưng, nó vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó, lại thêm một đường kinh mạch nữa xuất hiện, trong 15 phút đồng hồ ngắn ngủi, đạo ánh sáng kia làm cho Lâm Động mừng rỡ hết lần này tới lần khác, đả thông được 7 đường kinh mạch, 7 đường kinh mạch mới cộng thêm với 15 đường kinh mạch của Tam Dương Quyết, tổng cộng chính là 22 đường. Con số này đã vượt xa Thanh Nguyên Công mấy lần. Nhìn thấy hiệu quả cường hóa mà thạch phù mang tới, Lâm Động vui sướng cười to một tiếng, 5 vạn dương nguyên thạch này đúng là có giá trị. Sau khi hưng phấn, Lâm Động cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh, tiếp tục chăm chú nhìn vào những đường kinh mạch, ghi nhớ lộ tuyến của 22 đường kinh mạch vào trong đầu. Sau khi ghi nhớ kỹ 22 lộ tuyến, Lâm Động mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi tinh thần không gian, ngồi xếp bằng trên giường, lôi ra một viên âm dương châu đặt vào giữa hai lòng bàn tay, cùng lúc đó, một tia nguyên lực từ bên trong đan điền tuôn ra, dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng lao vào một trong những đường kinh mạch vừa mới ghi nhớ vừa rồi. Có kinh nghiệm của những lần trước, cho nên việc đả thông kinh mạch trở nên dễ dàng hơn, khi mà toàn bộ số đường kinh mạch kia được đả thông, thì hắn sẽ cảm nhận được lợi ích mà nhị lưu công pháp bí tịch mang lại.